Đây là cái Vũ Anh Tuấn à, Vũ Anh Tuấn chính tỉnh danh à. Rồi. Rồi chào em rồi. Phải quay về bài một tí nha, tí nữa sẽ xem thị trạng bên cạnh thì thầy đọc. Chương 1 là tổng quan về bộ xử lý và hệ vi xử lý. Tức là học cái môn này thì phải biết nó là cái gì, tổng quan nó là cái gì. Chương thứ hai là học tám vi điều khiển 8051 à, tại vi điều khiển 8051 à, tức là gì, tất cả các cái hệ thống thì có con vi xử lý, nhưng mà mình sẽ học luôn vi điều khiển, vì vi xử lý nó phải ghép nối vi xử lý. Chương trình cũ ấy là sẽ, hoặc một số trường ấy sẽ học là gì 8086 hoặc 8088 là con chip của Intel. Còn ở đây các em là vị chuyên ngành có thể sau này các em cái nền tảng cho nhúng mà nhúng thì thường là nhúng vào vi điều khiển, vi điều khiển và vi xử lý như thế nào đấy thì sẽ học ở chương 1 sẽ thấy là cái nào thằng vi điều khiển nó đang có tích hợp bộ nhớ và các cổng vào ra luôn à, tức là để cho mình lập trình luôn, không học là ghép nối từ đầu nữa. Tất nhiên vẫn có ghép nối bộ nhớ chẳng hạn như cái này liên quan đến như cái máy tính thôi, mình học sau này có một môn tương tự này là môn kiểm trúc máy tính, có học sâu với máy tính luôn, cái này là nó dùng chung cho tất cả các hệ nhúng trong đó có máy tính. Trong cái 8051 này sẽ tập trung hai chương nữa, đấy là chương bộ đếm và định thời truyền thống nội tiếp, tức là à, cấu tạo nó như nào, truyền thống trong đấy như nào, tức là giao tiếp với các thiết bị khác, linh kiện mô đun khác chẳng hạn, và lập trình ngắt là cái chương về lập trình. Cái này này, và cuối cùng là bộ vi xử lý. Trước nay thì mang tính giới thiệu, các em sẽ lên học có khóa công nghệ thông tin, các em chuyên ngành sẽ học ở đây rất nhiều, toàn kiểu tục am thôi, ở đây thì giới thiệu các em trước thôi, giới thiệu cái này trước nay chương giới thiệu, vậy tập trung vào ba chương chính là 2, 3, 4. Tài liệu cái này thì có khoảng mấy triệu tài liệu đấy đúng không, học cũng hết tiếng Việt tiếng Anh gì cũng có, thì tí nữa thầy mình nói phần tài liệu. Nhưng tài liệu về gốc của tài liệu ấy gần như nếu mà nói sơ lái các trường bách khoa hay tất cả trường ấy đều sử dụng cái tài liệu này, vì thằng này nó cổ điển rồi à, trong nhũng luôn đấy, trong hệ nhũng thì nó sẽ giới thiệu đầy đủ là các sơ lái, từ chương 2 để đi thầy cũng giới thiệu sơ lái đấy, cho nên thầy sẽ gửi đấy là tài liệu chính thống nhất mà chúng ta sẽ học. Từ chương 2 có thể thầy sẽ dạy cái này cũng được, còn tiếng Anh thuật ngữ rất là dễ học. Không, sau này sẽ có cái đề cương ôn tập, đề cương ôn tập cho tất cả các khóa cả các lớp. Em mùa dịch này thì cần là gì, hắt xì mà cãi là người khác sợ rồi, cần ngày trước phải ăn to nói lớn này nọ thì cần hó một tiếng là người khác sợ rồi đúng không, bảo đi lên cơ quan hó một tiếng là sếp sợ rồi, thường nó sợ sếp, chứ còn bây giờ mình chỉ cần hó một tiếng rồi quay lại. Trương Văn Minh à, Văn Minh à, sử dụng danh này. Ở thời buổi đầu không sao cả, đấy là thầy đề cương, là thầy giới thiệu về đề cương chương trình, có thể thầy sẽ gửi cái file này lên bên cạnh đấy luôn à, vào phần học liệu thì nó gửi sau không được, thầy áp một loạt tài liệu lên sau là như vậy. Ngoài ra còn có phần thực hành, có 4 bài thực hành. Thực hành này thì rất dễ này, thực hành này thì sẽ bài 1 tìm hiểu về phần mềm mô phỏng thiết kế mạch protease và cấy si, cấy phần mềm cấy thí nghiệm ví dụ à, các em sau học các môn sau cũng cũng là làm thế này thôi, mô phỏng thôi, công nghệ tin học mô phỏng các kit nhũng thì sẽ học kit, nhưng mà nếu mà vẫn dịch lúc đấy chưa cải thiện ấy, vẫn học online thì chủ yếu là mô phỏng. Bài thứ hai là thực hành ghép nối led 7 đoạn.
quan trọng là hiểu chứ còn cái mấy cái bài này ấy thì trên mạng chắc là phải có 1.000 bài giải thực hành ghép nối 8051 để bàn phím, tức là gì ở đây có 3 bài thực hành chính là đầu tiên giới thiệu rồi không tính, thứ hai là một hệ thống em học ở các môn dưới rồi hệ thống có là đầu vào này xử lý này và đầu ra luôn luôn như vậy. Cái máy tính hay đang làm việc đấy là gì, đầu vào là các máy tính à, các bàn phím chuột micro hay nói, đầu ra là gì, đầu ra là camera máy in lên màn hình à, thì luôn luôn như vậy. Ở đấy thì ghép nối với một đầu ra để hiển thị là cái led 7 đoạn và đơn giản nhất, và đầu vào thì thông thường là bàn phím à, và một cái đầu ra nữa là màn hình LCD, hai loại đầu ra một loại đầu vào. Đấy là các bài thực hành cơ bản mà trong cái lịch thực hành thầy bảo là thầy sẽ chi tiết sau. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 1. Nào, từ từ đã, các em có thắc mắc gì không nhỉ? Các em có những câu hỏi gì về môn này, tài liệu hay là phương thức hay là thi cử hay là vân vân, các em thử có đề xuất gì về môn này đang mới thì thi tự luận hay thi trắc nghiệm hay là gì đấy. Thế như đề thi đề cương ở đấy như thi là thi tự luận thì sao? Điểm quá trình nhân 0,4 ví dụ 0,6 nhân quá trình đấy là đánh giá quá trình đấy, biểu điểm bài thi vậy là bài kiểm tra giữa kỳ, vậy là bài kiểm tra giữa kỳ nhân 0,6 cộng với điểm danh 0,4. Thi ở đấy là đáng là thi viết này, nếu đổi hình thức thì thầy sẽ báo sau, tuân thủ đề cương trước. Nào đến đến phần câu hỏi đã, cái phần giới thiệu môn học này rất quan trọng, các em có câu hỏi gì các em đặt câu hỏi đi, cứ hỏi thoải mái thôi, trao đổi rất là thoải mái, mình học online thì em phải phải cố gắng có hỏi cũng nhiều, cái nào giải đáp được thì thầy giải đáp, không giải đáp à thì thi trắc nghiệm mà để đấy thầy sẽ đề xuất trong quá trình học khoảng một nửa thời gian là mình sẽ biết là thi như nào để thống nhất với các lớp khác nữa. Nhưng có khả năng thi viết sẽ cao, nếu thi thi trắc nghiệm thì phải có cái hình thức đề xuất mới vì là cái đề cương đã được phê duyệt đúng không? Nhưng lúc online, nhưng nếu lúc đấy con online thì sẽ các anh sẽ chưa biết được. Thi trắc nghiệm thì ít có trượt đúng không? Nhưng mà điểm cao thì khó, cũng khó. Bài tập thực hành nhớ là thực hành 40% này, 4 cái bài thực hành ấy, mỗi 30% anh nào hoàn thành, còn lại là kiểm tra. Đánh nữa. Đúng rồi, anh Dũng ở đâu? Phạm Tiến Dũng. Thầy ở ở Đô Lương. Sáng nay không có giới thiệu quê quán được, quê quán nó không quê đâu thì cũng là người Việt Nam là được thôi. Nói tiếng này là cánh hiểu người Việt Nam rồi, đúng không? Còn nếu mà cứ dịch thế này khoảng một tháng nữa thì không biết người ở trong ở đâu nữa, tóc tai hay gì che hết mặt hay nhìn người là không không thấy nữa, thì lúc đấy anh nhìn thấy người ở đâu thì không biết, nhưng tạm thời vẫn vẫn đang người Việt Nam rồi. Nào đến phần câu hỏi nào, em gọi những câu hỏi gì về về môn học tí nhá, không hỏi đâu. Phạm Văn Dũng phần lý thuyết chỉ tìm hiểu chúng về vi xử lý không, tìm hiểu chi tiết chứ à. Thế này này, khi các em học thì sẽ tất cả các cái hệ thống vi xử lý vi điều khiển nó sẽ nguyên tắc chúng nó giống nhau, các em học cái con cơ bản nhất là con 8051 là con dễ nhất, thì sau này các em học các cái con khác cũng thế. Ví dụ các em biết lái xe máy rồi thì sau này đi những cái xe khác thì các em vẫn cứ đi được, nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên nó phải nếu chuyển anh đi xe ga sổ ra xe ga thì phải học khác đi một tí, nhưng mà nhìn càng hoặc là điện thoại, các em dùng điện thoại này nó càng điện thoại khác thì nguyên lý hoạt động nó vẫn thế, chỉ có là cái công nghệ nó phát triển còn cái nguyên lý thì nó vẫn thế. Nếu nguyên lý là nó sẽ chậm hơn công nghệ chứ, ví dụ cái điện thoại vẫn là thế, vẫn là nghe gọi rồi các ứng dụng thì nó có thể phát triển các phiên bản khác nhau. Về công nghệ nó tốt hơn, liệu bộ nhớ nó cao hơn, camera nó xịn hơn chẳng hạn, nhưng về nguyên lý vẫn thế, vẫn có cái thành phần như vậy. 10 năm nay thay thấy cái điện thoại nó vẫn thế, cái smartphone nó chứng đang
chúng nó còn thế đấy, đấy là cách là mình học để tiếp cận từ cái nhỏ nhất, sau đấy là áp dụng nguyên lý chung, mình có thể học cái lớn một lúc luôn được. À, thì cái đấy là sẽ lúc chuyên ngành sẽ cập nhật, vì trong này sẽ có giới thiệu cái phần bộ vi xử lý ám là công nghệ tiên tiến hơn, tại sao lại học 8051, cái trước con học 8086 là ra đời cách đấy mấy chục năm, là vì như vậy. À, nguyên lý nó không đổi, cũng phải bảo các trường khác nó vẫn vậy thôi, em thấy bách khoa thì công nghệ hay là cầm một số trường kỹ thuật khác thì vẫn học, vì con rất đơn giản. Trong đấy là gì, ví dụ người ta có thể chọn khác nhau, tức là dòng này 8051 này, dòng AVR này, dòng PIC này, nhưng về cơ bản nó giống nhau hết, mỗi cái đều có các tài liệu thì rất nhiều thầy nói rồi, nhưng ở đây các em sẽ làm quen với hợp ngữ. Hợp ngữ là để gì, để hiểu sâu cái bản chất bên trong, sau này các em lập trình thì sẽ lập trình ngôn ngữ bậc cao nhiều hơn. Đấy là một số cái thầy nói như trả lời bạn. Phần mềm với mô phỏng là phần mềm là có Proteus đây, phần mềm là có để thực hành ấy, Proteus và phần mềm cây, cái này thầy có thể gửi sau vì chưa thực hành ngay được, phải học quá một số bài này đến đến phần đấy rồi nhớ. Nếu bạn nào là phần môn Proteus đến phần mềm là Proteus thì có tạm không Proteus đấy, bạn cũng làm mấy thì ra có phần mềm cây đấy, cây cho 8051 nha, có cây này, sau này năm sau các em sẽ học cây cho ARM, lập trình ARM thì có cây cho ARM, lập trình ARM tất nhiên là trình biến dịch này rất nhiều. Trình biến dịch là gì, viết cái ngôn ngữ để biến dịch ra file để nạp vào cái phần mềm mô phỏng là Proteus để chạy, ngay cả phần mềm mô phỏng này cũng rất nhiều. Còn các em sau này có thể học là gì, các về phần đề IoT là Arduino hay là ESP, đấy là người ta đã tích hợp sẵn hết rồi. À, nền tảng bên trong vẫn là nền tảng vi xử lý, ví dụ nền tảng ATmega chẳng hạn, mà người ta sẽ, đấy là cái thầy trả lời bạn. Tí nữa thầy tổng hợp với thầy áp bằng lượt luôn nha, tài liệu chưa chưa full hết được, chưa quán thuật nha. Rồi trong hôm nay thì sẽ cố gắng áp một số các. Nào tiếp tục câu hỏi nào. Em sẽ có câu hỏi. Chờ thêm 1 phút nha, đi gọi cốc nước. Em đi câu hỏi. Rồi, cô muốn hỏi đi. Ta sẽ có 9 buổi học. Mỗi buổi là 1 điểm. Anh nào vắng buổi nào thì muộn thì trừ 0,5 điểm. 10 điểm như thế Alo thì ạ. trong em hỏi đi. Em với thầy em vào muộn mất 15 phút ạ. Em vừa đăng ký 4G À rồi, ạ. tên Em gì là Nguyễn đó? Cường Việt ạ. Rồi thôi buổi đầu không sao. Rồi, nào tiếp tục nào, có hỏi nào?
tức là có 9 buổi đấy, nếu anh nào trong quá trình học giải bài tập vân vân thì mới được điểm 10 cái điểm chuyên cân. Chuyên cân chỉ tính mấy phần trăm năm đấy thôi nha, nhớ là chuyên cân nên điểm của cái và thực hành đấy là ba đầu điểm để lấy điểm vào thi. Nào tiếp tục câu hỏi nào, đâu em có vấn đề gì thắc mắc hơn về môn này nữa? Có vấn đề gì nữa không nhỉ? Có hỏi gì nữa không? Một loại chỗ bạn hỏi tài liệu này. Hỏi vấn đề gì thì kém hỏi. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Không thì đi vào chương 1 này. Bài thực hành thì mình lấy điểm thế nào? Có 4 bài thực hành đấy. Mỗi bài một điểm. Tức là tổng cuối cùng hoặc là lấy 10 điểm, tức là thiếu bài thực hành, nhưng mà điều kiện là phải có đầy đủ bài thực hành thì mới được. Còn có nhưng mà không tốt chẳng hạn thì lại tính khác. Thành thì lên mô phỏng người dễ mà, còn nếu mà không sao mà để trường thì có nào vào kit nó chạy thôi, không sao cả. Vậy 8051 thì kém sơ tài liệu chắc là rất vô vàn luôn. Tài liệu 8051 thì nào tiếp tục câu hỏi nào. Không thì chúng ta đi vào bài học nhá. Vào bài học này. Các chương đây là chương 1. Chương 1 là về tổng, các em có câu hỏi gì nữa? Có hỏi gì nữa không nhỉ? Chắc là không rồi, bắt Ừ, đầu cách rồi. tính điểm này, cách thi cử các em có đề xuất thoải mái. Sinh viên nó phải phải có quá trình đấy, là các em sẽ thấy những cái gì phù hợp thì các em có quyền đề xuất cái đã. Tất nhiên là không phải đề xuất ra được, nhưng mà nếu mà không đề xuất thì các thầy cô cũng không không biết mà xem xét. Các em cứ theo cái khung như vậy, nhưng mà ví dụ như đang học online các em cần cái gì đấy, tài liệu hay là những vấn đề gì đấy, các em có thắc mắc các em cứ hỏi. Chưa nghĩ ra lúc nào cần đi hỏi thì cũng nhắn hỏi được, tất nhiên nó không có thể lúc nào cũng trả lời ngay được. Anh có thể lúc gấp quá thì em gọi điện thoại nó, sau này có vấn đề gì cần xử lý nhanh thì con nếu tin nhắn thì nhiều khi nó trôi tin hoặc là để đấy, hoặc là nó bảo gọi điện thoại thay thay trên tin nhắn chẳng hạn, gửi hình là bài tập này chẳng hạn cần giải gấp trong máy đấy, nhưng thay đứng ở trên đường muốn gấp cũng chịu đó, ví dụ như vậy. Đấy là một số cái. Em thưa thầy ạ. Ừ, em nói đi. À, thầy ơi, em vào muộn mất 15 phút rồi, em xin phép thầy cho em điểm danh với ạ. Lê Việt Hoàng á. Dạ vâng ạ. Đang đó nói. Rồi. Em cảm ơn thầy ạ. Còn không có câu hỏi gì nữa, đi vào phần bài giảng này, đề cương rồi, đề cương thầy cũng sẽ up lên. Để em tài liệu cũng rất nhiều. Về chương 1 tổng quan về bộ vi xử lý và hệ vi xử lý. Thì cái bộ vi xử lý là gì? Đầu tiên mình phải nói là bộ vi xử lý, nhưng sau mình sẽ học vi điều khiển nữa. Thì trước tiên em nắm vi xử lý. Có nhớ là khái niệm nha. Định nghĩa là nó chi tiết là phích cứng một cái gì đấy, định nghĩa nó có nhiều, một tổ chức đưa ra cái định nghĩa đấy. Khái niệm là mô tả về một một cái thực thể, là gì đấy, đấy là mô tả cụ thể, là mô tả về bộ vi xử lý. Thì nó là gì? Nó là một vi mạch,
vi mạch với mạch thì vi mạch logic chế tạo theo công nghệ LSI, tức là công nghệ tích hợp, đây là tích hợp mật độ cao, đấy là mật độ scale, vi phạm vi mật độ ấy, công nghệ tích hợp mật độ cao cho đến VLSI tích rất cao đúng không, và hiện nay là siêu cao. Thì đấy là một vi mạch logic. Logic ở đấy là gì? Ở đấy các em học môn điện tử, tương tự điện tử số, phân điện tử số còn rồi, tức là phân điện nó chuyển sang logic hết. Đấy, các cổng, 7 loại cổng logic và các loại 4 loại trigger đấy, RS, JK, DT đấy. À, đấy là các phân tử, gọi là các phân tử bên phân tử nhớ là các trigger, à, hay là gọi là flip flop. Còn các cái phần mà logic là NOR cho NOT, 7 loại cổng. Đây là phần cấu tạo của nó. Nhưng cấu tạo như vậy thì nó hoạt động gì? Hoạt động dưới sự điều khiển của chương trình. Và chương trình thì ở đâu? Chương trình thì đặt trong bộ nhớ. Đấy, nhắc lại. Hoạt động dưới sự điều khiển của chương trình. À, tức là luôn luôn cái chương trình này là chương trình do con người kiểm soát. Tất nhiên là sau này nó thông nhân tạo rồi vân vân, tự nó phát triển ra thì khác. Nhưng mà tạm thời thì vẫn chương trình đầu tiên là vẫn con người đưa vào. Và chương trình thì đặt trong bộ nhớ, như một cái phải nạp vào bộ nhớ. Bộ vi xử lý là hạt nhân, à nhưng mà mỗi bộ vi xử lý thì nó không làm cái gì cả, mà nó phải đặt trong một cái hệ, trong một cái hệ thống, đúng không? Nhiều người mình chỉ mỗi cái não thôi thì không làm được gì cả, mỗi cái não gạt ra thì không làm được gì cả, nó phải đặt trong hệ thống của cả người, nó điều khiển, quan kiểm soát toàn bộ thành phần trong hệ thống. À vậy, vậy ở đấy đến câu thứ ba này là gì? Hạt nhân của anh mình ở đấy không phải trái tim đâu nha, là cái bộ não nha. Ví dụ đây so sánh giống như bộ não, bộ não của con người ấy, kiểm soát toàn bộ, thực hiện các phép toán số học logic. À, vậy nó cấu tạo như này, hoạt động như thế này, nó điều khiển như nhau, nhưng mà nó thực hiện phép toán số học logic, đưa ra các quyết định thông tin thông qua các cổng vào ra, những sự kiểu điều khiển của chương trình đấy rồi. Cổng vào ra đấy dẫu là các in out, gọi là in out đấy, ví dụ như người mình á, đưa ra các quyết định dựa vào là như mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, đúng không? Đấy. Còn đưa ra quyết định đấy là đầu vào là mặt, tai mắt, đúng không? Là tai mắt, mắt đấy. Còn ra là gì? Chân tay miệng vân vân. Như vậy vào là có cái thì cả vào cả ra, đúng không? Nhưng ở ống miệng là ông một mình, nhưng mà ông hai chức năng cả vào cả ra, cần kiểm soát như thế. À, thứ nhất thì về lịch sử phát triển, ở đây lịch sử phát triển đấy là của vi xử lý, nhưng mà thầy nói quá về lịch sử phát triển dài dòng một tí. À, lịch sử phát triển của vi xử lý hay là của máy tính chúng ấy thì là à, người ta bị quá trình, tức là ngày trước là gì, bệnh nghi nắm là chỉ ăn thì chỉ có đánh nhau thôi, nông nghiệp phát triển thôi, đúng không? Sau này để động cơ của cách mạng công nghiệp đấy, gọi là bây giờ thì 4.0 rồi, nhưng mà thời trước là phát minh ra động cơ hơi nước đấy, ở bên Anh ấy, đúng không? Thì dần dần thì phát triển, nói chung là nền khoa học là do bên phương Tây gọi là và Mỹ nó phát triển cả thôi, mình là đi theo sáu hết, mình chậm cũng chịu khó thôi, mình phải đi làm việc cho họ là đúng thôi. Tất cả những phát minh lớn đều mình đi là mình ngày trước là chỉ học văn đó, đi nắm phóng kiến là chỉ ăn mới học văn, học thuộc từ thứ ngữ kinh đi chỉ thế đó, ăn đi thi mỗi học văn thôi, cũng có mấy môn tự nhiên. Còn đến phương Tây thì thời cổ đại mà ông Archimedes, Pythagore, đúng không, người ta đã nghiên cứu toán học thiên văn cái khác biệt. Bên mình cũng có, bên mình thì phần lịch cái phần thiên văn nó vẫn có lịch bằng đường toán học, nó không thành bộ môn mà như bên phương Tây các mà tự ông tính toán như ông Lê Quỷ Đôn này, Lương Thế Vinh này, các tính toán vẫn có tính toán, kiến trúc sư vẫn có đấy, nhưng mà nó tính toán gọi là đơn thuần thôi, không không bằng người ông quan văn được, đúng không? Vậy thì cái đầu tiên đấy, mô hình máy tính đầu tiên để mà tính toán này là ngày trước là gì, cách mạng hơn nước là người ta gọi là
đưa ra các cái hệ thống công nghiệp vào mà chúng là cái hệ thống máy dệt. Máy dệt thì sử dụng đục lỗ để thiết kế, sử dụng thẻ đục lỗ. Xong đấy là gì, ông một cái nhà toán học người Anh, ông nghĩ ra cái phương pháp là máy tính điều khiển bằng động cơ hơi nước. Cái thời đại động cơ chỉ có động cơ hơi nước thôi, và có thể tính toán các bảng số. Cũng là thời đầu thế kỷ 18, đúng không, 19, thế kỷ 19, 18 thì là thế kỷ 19 mà. Thì là gì, các bạn nào bật mic nha, được không, tắt hộ thầy một tí nha. Nhưng mà cái dự án đấy là cũng thất bại, nhưng mà cái ông gọi là sắc lơ bắp bấy, là gọi là cha đẻ của máy tính. Thực ra thì cái phần cha đẻ này thì nhiều người xứng lắm. Ông cha này, ông sau này cũng cha nữa, nhưng không biết ông nào là ông nội, ông nào là bà nội cả. Nhưng mà người ta bảo là đẻ ra thì cũng cha thôi, không cần mẹ. Đây, mấy cái các em thấy là các cái phát minh này chỉ có người ta gọi là cha chứ không nói mẹ đẻ. Không 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 cần mẹ vẫn đẻ ra được. Đấy, người ta gọi là cha đẻ. Rồi là các phát minh. Đấy, nói vui như vậy. Sau này ấy, ở Mỹ là điều tra dân số các thứ, là cứ thống kê, anh ấy cầm giấy đi viết. Như vậy thì nó mất thời gian, thì người ta mới nghĩ ra một cái thiết kế, ra một cái hệ thống thẻ đục lỗ để tính toán về điều tra dân số. Và cái thời đấy mà đã tính toán nhanh, trong vòng 3 năm là xong luôn, chứ không phải ngồi anh ấy thống kê từng làng từng xã như mình vân vân. Và là chính là cái tập đoàn IBM hiện nay ấy, tiền thân ấy, thời 1890 ấy, 1890 năm sinh của Bác Hồ ấy. Thời Bác Hồ vẫn đâu bị súng gì, bên kia người ta đã ra cái điều tra dân số bằng cái hệ thống thẻ đục lỗ rồi, là tiền thân của IBM. Đây. Tiếp theo là một cái mà các em sẽ, nếu các em đã xem phim xem rồi ấy, là cái ông Alan Turing. Turing là ông này lại nói là cha đẻ của ngành mật mã, lại vẫn bị cha đẻ thôi. Như thế thì gọi là cái máy Turing có khả năng là tính toán. Đưa cái này là ông phục vụ cho chiến tranh giải mã. Sau này thì ông được phong hiệp sĩ, gọi là, nhưng mà làm trong kiểu tình báo Mỹ Mỹ 3 Mỹ 6 của anh ấy. Nhưng mà ông ấy giải mã ra các cái bức điện của Đức, phát xít Đức, là đánh nhau thì nó thu được bắt bức điện mà giải mã thì lâu. Nếu mà giải mã thì gì, giải mã mà bảo thu được bức điện bảo ngày mai triển khai quân ở đấy. Đấy, mà ông ngày kia ông ấy giải mã ra thì nó không có ý nghĩa. Thì cái nhóm này là làm việc cái em nếu xem bộ bộ phim rồi đấy, có bộ phim cũng khá. Bộ phim thì tất nhiên phim thì nó sẽ khác với lịch sử thật một tí, nó phải cứ cầu lấy một tí cho nó mới hay được, để lối của người xem. Nhưng mà cũng kể về cuộc đời của ông này. Đấy, thì là để tính toán là máy tính cốt lõi lại là dựa đến cái ý tưởng của ông này. Và ông này tính phát minh ra cái hệ thống đấy là đến người ta tính là cứu được khoảng bao nhiêu triệu người đó trong chiến tranh, kết thúc chiến tranh. Nhưng mà ông này sau này vì làm tình báo nên cuối đời trong trong phim thôi. Thầy các em xem trong phim là cuối đời là ăn, gọi là ăn quả táo độc thì chết đấy. Cuối đời kiểu bị giam lỏng, sợ là vẫn có chiến tranh nữa, là cái nhóm tình báo này là bị gọi là loại bỏ. Đấy, hôm nay của điên điên và ăn quả táo độc thì người ta có một ý tưởng là cái Apple tưởng niệm ông này đấy là gì, cái hình táo khuyết là một trong lý do đấy. Nhưng thực ra thì cái đấy cũng không chắc chắn, thầy không rõ lắm, cái đấy là một quan niệm thôi. Nó bảo Apple lấy cái quả táo khuyết là vì vì nhờ cái ông này, ông ấy ăn quả táo chết. Nhưng mà đấy là trong phim thôi, còn ngoài thật thì cũng đội đấy thì cũng những cái thông tin đấy thì người ta cũng không công bố. Đấy, những phải người ta đầu độc, hôm nay biết thông tin nhiều thì đầu độc thì chết đi, cái đấy cũng phải biết được. Mình chỉ nghe một kênh thông tin thế thôi, còn mình cái gì mình cũng thấy thì mình có thể khẳng định được. Đây là người ta đã nghiên cứu sâu, công bố rõ ràng. Còn để một cái đến cái nắm mà gì đấy, lướt 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 có nhiều giai đoạn nữa, nhưng đến cái giai đoạn mà phát minh ra là gì, phát minh ra cái transistor ấy. À, chất silicon mà người ta gọi là, các em bây giờ nghe thấy thông dụng silicon ấy,
Nên con em học của hóa học đấy đúng không, là cái chất gọi là cực kỳ quan trọng để chế tạo ra tranitom, nó thay đổi nền công nghiệp của máy tính. Và từ đấy cho đến nay chưa có một cái công nghệ mới, nhớ là chưa có công nghệ mới, chỉ có nó tích hợp nhiều hơn thôi. Đấy, các cái có này này, i3, i5, i7 các dòng này này chỉ là tích hợp nhiều tranitom hơn. Ví dụ một đơn vị diện tích, lúc nãy cái ví mạch tích hợp trên thầy đã nói đấy, với LSI cao siêu cao ấy. Ví dụ là một chip i7 này là mấy tỷ con tranitom trên một đơn vị diện tích, tức là vẫn là công nghệ đấy, công nghệ tranitom. Đã đáo nói không dụng silicon là bắt đầu thực chất như vậy, lịch sử nó như vậy, tại nói quá lịch sử để mình biết là cái quá trình phát triển. Thì hiện nay nếu mà có mới thì chính là cái công nghệ lượng tử ấy, nhưng mà thực ra máy tính lượng tử với các chip đấy nó chưa ra đời, chưa thương mại, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu thôi. Nên là hiện tại là công nghệ tranitom qua bao nhiêu năm, là cái phát minh ra tranitom là một trong những phát minh gọi là có ảnh hưởng của thời đại đấy. À, còn trước cái tranitom là cái bóng chân không, thì cái máy tính to đùng ấy, đúng không? Máy tính to đùng bằng 6 x 12 là 72 m², máy tính rộng 72 m² bằng cái tòa nhà mình ấy. Đây là máy tính cái thời cũ. Còn nhưng mà nhớ là nền khoa học máy tính phát triển nhất, phát triển ấy là cái ông IBM, ông đóng góp rất lớn, công ty IBM này. Và ngôn ngữ lập trình đầu tiên ra đời chính là Fortran. Ngôn ngữ lập trình Fortran ra đời để viết chương trình ấy. Hôm nay trước đấy hoạt động chưa theo chương trình là chính cái ông Fortran khoảng năm 54, năm 1954. Đấy là một số cái và một số cái quá trình lịch sử phát triển. Vẫn là năm ông IBM năm 64 ông ấy giới thiệu máy tính đầu tiên, cái máy tính mà đến gì? Tính toán thì được có 5.000 phép tính một giây, mà giá thì mấy triệu đô đấy. So với bây giờ máy tính của mình mà quay lại thời gian bây giờ chắc là bán được cả 100 triệu đô lắm, đúng không? Mà thời đấy mình thấy lịch sử phát triển cách đây 50-60 năm là nó khác hẳn rồi, để thấy là quá trình phát triển công nghệ nó cực nhanh như vậy. Thì đấy là bỏ qua những cái vấn đề về máy tính một tí, thì đấy là lịch sử phát triển, ở đấy tóm tắt cái quá trình của vi xử lý nốt chính gần đấy. Thì là gì, quá trình phát triển này đấy, nhìn đến slide sẽ thấy là gì, nó sẽ phát triển là theo cái dạng là bus dữ liệu và bus địa chỉ. À, càng phát triển sẽ tăng số bus địa chỉ và bus dữ liệu lên. À, ông đầu tiên đấy chủ yếu dòng của Intel nha, đang nói về của Intel trước đi. À, đấy dòng vi xử lý 71 thì 4 vi 8, nhưng em nhớ này, từ năm 57 người ta đã bay vào vũ trụ rồi. Bởi có mấy bit mà người ta đã bay vào không gian rồi, tức là cái con người là yếu tố quyết định. Công nghệ này là hỗ trợ. Ví dụ bình thường tôi tính chậm, nhưng mà vẫn là phương pháp tính đấy, tôi tính chậm, có máy tính thì tính nhanh hơn. Nhưng mà gì, hoặc là gì, các em thấy chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thủy giá có bao nhiêu xe tăng, máy bay, rồi ngay cả robot có, nhưng mà chưa có những cái hệ vi xử lý này thì người ta vẫn làm được, bản thiết kế vẽ bằng tay, bản thiết kế vẽ bằng tay và người ta vẫn chế tạo ra máy bay, tên lửa, xe tăng, súng đạn, chưa cần tính toán, không có tính toán mô phỏng như đấy, bằng cái bản vẽ. Phía trước có nhà khoa học nổi tiếng là Da Vinci, đúng không? Ông đấy thì vượt thời đại rồi. Sau này để là em nhớ là vẫn là con người là phát triển máy bay đi, thử người ta thử nghiệm. Hoặc là nền khoa học phát triển là cái giai đoạn chưa có máy tính này hết, thời đấy người ta toàn nghĩ trong đầu như ông Einstein, nhà vật lý lý thuyết, tưởng tượng trong đầu ra các phương trình hết, cả cân tinh gọi phương trình của Chúa đấy, MC bình vân vân, tính toán ra hết, nghĩ ra trong đầu vũ trụ cũng tưởng tượng phá được hết. Đấy là những thiên tài mà các cái vật lý hiện đại thì mình chưa được học, hoặc bạn học hiện đại các em chưa học đâu, mình học qua đầu thế kỷ 20 hết. Nhưng mà những cái nền tảng toán học vật lý đấy mới ra tiền đề cho những cái này này. Tiền đề cho phát triển hôm nay chính công nghệ tranitom, công nghệ bán dẫn đấy. Đấy là một số cái. Và nhìn cái lịch sử phát triển này, 89 cũng ít. Thực ra tuổi các em năm 2000 mấy đâu, 2000 mấy thì bắt đầu nó mới phát triển. Chứ còn trước đấy nó cứ có đố có này, sau này mới đến i3, i5, i7 thế này. Thì tức là khoảng 20 năm trở lại đây là phát triển cực nhanh, rất nhanh đó.
Bây giờ có ý chín, có bạn nào dùng máy ý chín chưa? Đấy là một số cái. Có lúc nãy giờ nói có nghe được không nhỉ? Để ta để mic bật rồi mà. Có nghe có nghe Ừ, tôi thể nói từng đấy mà không nghe tự mình nghe được. Đó, không sao. Đấy là có bạn nào dùng máy chìm chưa? Này, đấy đến đấy mới có 6 thứ bit này. Em nhìn thấy 10 năm trước mà có 32 bit thôi. 32 bit thì chỉ cài Win 32 thôi. 32 với 6 thứ nó không gian bộ nhớ nó khác hẳn. 2 mũ 32 và 2 mũ 6 thứ nó khác hẳn. Giống như địa chỉ IP ấy, IPv4 và IPv6 ấy. Chỉ đánh địa chỉ 32 bit đánh hết thì để 16 4 bit nó đánh thoải mái, nó tỷ gì luôn. À, bạn nào thì nhầm thay 2 mũ 6 tứ là 7 con số 0, là 7 chữ số á, khoảng đấy, tương đương đấy. Đúng rồi anh Dũng, nhầm nhá, nhầm đấy nhá, này này 2 mũ 10 là 3 số 0 đi. 3 số 0 rồi thì 6 tứ, 2 mũ 6 tứ là 10 nhân 6,4 nữa, 3 nhân 6,4 tâm là gần 20 số 0, số 10 0 đấy, tâm đấy đúng rồi anh nghe nhầm. Còn 2 mũ 32 thì nó nhỏ, 32 thì tầm 2 mũ 10 bao nhiêu, mỗi con tỷ mấy đấy, hơn tỷ gì đấy, đấy mấy tỷ đấy. 2 mũ 32 là 2 mũ 10 3 số 0 nhân 3,2 đấy, đúng không? Nói chung chỉ cần thêm một số mũ, cái này câu chuyện 2 mũ 6 tứ trừ 1 là câu chuyện, các bạn có nhớ câu chuyện học lúc nhỏ là cái ông đi nhà khoa học, ông đi Ấn Độ ấy, đi nhà vua thưởng, thần ô ban cơ vua ấy, cứ đầu tiên là một hạt thóc, thì cái thứ hai thì gấp đôi lên, đến lúc đấy đến cuối cùng là 2 mũ 64 trừ 1 hạt thóc có cả gì cả khó cũng không đủ. Sau này em nhớ là nhiều mình cứ bảo vô cùng vô tận, nhưng mà chỉ cần 2 mũ khoảng 100, 2 mũ 1.000 thôi, nó bao con số đấy trong vũ trụ này không tìm được đâu. Còn gì kia đá, khổ bụi trên trái đất này vẫn tính được. Anh thể thể tích trái đất là 4/4 pi r lập à. Nhân lên chia ra số electron cũng đếm được, cũng là con số. Kích thước electron cũng cũng có giới hạn nào đấy thôi, khoảng 2 mũ bao nhiêu đấy thôi. Chẳng qua mình là vô cùng vô tận thôi, nhưng mà con đếm thì vẫn cứ là nhỏ hơn một con số nào đấy. Đấy là lịch sử phát triển, nói từ quá lịch sử phát triển như vậy để các em biết. Rồi, bây giờ giải lao một tí đi. À, giải lao đến 8 giờ 5 vào nhé, giải lao 10 phút. Được không? Được ạ. Ok, không thì bảo thầy dạy đi. Thầy hướng thì thầy lấy đủ mà dạy thầy bớt thời gian của bọn em. Thôi được rồi, để láo đi 10 phút.
Xin lỗi các em một tí, hơi quá thời gian một tí, quá tí việc. Nào, em đã quay lại chưa? Hãy ngồi chờ thầy. Rồi ạ. Quay lại bài giảng nha. Buổi đầu tiên mình cũng nhẹ nhàng thôi, cảnh phân nó trọng tâm, nhưng sau thầy sẽ nhấn mạnh. Và tài liệu như thế nào thì đổi một mỗi chương thì tài liệu như thế nào thì sẽ có buổi này nó để thống nhất cái chương trình là một, thứ hai là xem nội dung nó gồm những gì. Cái cuối cùng là chỉ tập trung vào con 8051 và thông thảo sẽ tập trung những cái gì cụ thể trong đấy, những bài đấy thì mình sẽ học. Nhưng mà 8051 thì nói là vậy các em là tài liệu rất nhiều. Vậy thì học cái môn này thì tài liệu rất nhiều. Nhưng cách thức thì sẽ phải thống nhất trong sáu là các dạng bài, các dạng ôn tập như nào thì các thầy sẽ thống nhất và sẽ đưa ra, vì còn có ba lớp, chỉ phải một lớp. Và nó còn cái đội học lại nữa, học lại chương trình mới là cũng khác. Nhưng mà cứ yên tâm là nếu học nghiêm túc là sẽ ổn hết đâu. Đấy là lúc nãy thầy nói qua về lịch sử phát triển rồi. Lịch sử phát triển thì phát triển về gì? Phát triển thì tất nhiên là gì, giống các em công nghệ iPhone thôi, công nghệ về tốc độ, tốc mình số bit thì rồi, nhưng mà về tốc độ xử lý này, về bộ nhớ này phát triển là rộng hơn, này, tốc độ nhanh hơn vân vân, đã phát triển thì phải có cái hơn. Nhưng ở đây nói về phát triển vậy, giống như cái iPhone ấy, nhận xét chúng một cái là gì, người ta phát triển nhưng mà phải có chiến lược kinh doanh. Như ông iPhone ông có thể làm một cái là như bộ nó không đắt hơn đâu, bộ nhớ rất lớn, camera bộ phân giải rất cao, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà nếu làm thế thì các em cứ dùng mãi, các em không mua cái mới nữa. Vậy nên nó phải kết hợp với ông kinh doanh cơ. Ông kinh doanh ông bảo là từ từ này là chỉ là gì, khoảng 1-2 năm để chúng ông con bạn cái mới đúng không, để ông phát triển lên, nhưng mỗi mỗi lần nó cải thiện một tí thôi. Thì ông kỹ thuật thì ông cải thiện được rất nhanh, nhưng ông kinh doanh ông bảo từ từ để tôi bán hết cái cũ đã. Ông bảo con, nhiều khi con bảo ông phần mềm là ông cài cái gì vào mấy cái phần mềm update, mấy cái ông dùng điện thoại mãi không chịu thay thì ông cho nó update mấy cái chứ chậm lý, để ông bực mình ông thay cái mới chẳng hạn. Đấy là nói vui như vậy. Nhưng mà đúng, nếu mà các em dùng điện thoại nó khoảng 2-3 năm không thay ấy, mà cứ update mấy cái phần mềm bên trên ấy, là nó đỡ đỡ chậm hơn chẳng hạn. Đấy là cái kỹ thuật của kinh doanh nữa. Đấy chứ không, chứ không có nghĩa là ông kỹ thuật ông làm tốt là được đâu. Ông làm tốt, ông kinh doanh ông bảo từ từ, ông làm tốt thì câu chuyện này giống như câu chuyện ngày trước lên số ấy, sản xuất hàng 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 giá dụng, hàng nội ngoại giá dụng xóm nồi, các thiết bị đấy, ông các em thơ các em chưa không biết thôi, nồi lên số ấy, bền, sản xuất một lần ông dùng 30-40 năm không hỏng. Thế thì ông sản xuất một lần xong rồi nhà máy giải tán, người ta mua đủ rồi, ví dụ có 1 triệu hộ gia đình, người ta mua 1 triệu cái thôi, sản xuất xong người ta mua xong rồi dùng dầu chứ hỏng, người ta ngồi chơi thôi, giải tán đóng cửa nhà máy thất nghiệp. Nó chiến lược kinh doanh nó phải kỹ thuật, nhưng mà phải có cái kinh doanh nữa. Nên lại mặc dù cấu hình tương đương nhưng mà ông iPhone ông phải có những cái thế mạnh khác, mà nhiều khi nó xây dựng cái thương hiệu nữa. Nó liên quan đến nhiều yếu tố để mình mà đánh giá chủ quan thôi. Chúng ta làm kỹ thuật thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng cái kinh doanh như này không thạo thì cũng không nhận xét được như vậy. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì mình ông phát triển tốt được, nhưng mà phải tốt quá cũng không được, mỗi lần còn nâng cấp một tí. Đấy là nội văn. Vậy thì thứ hai là tiếp tục là về phân loại bộ vi xử lý. Chúng ta học khái niệm rồi, lịch sử nó phát triển như vậy rồi. Vậy thì người ta chia ra những có những loại nào? Thì thông thường, đấy là thông thường nha. Cách chia nó có nhiều cách chia khác nhau. Ví dụ thầy nhớ là phân loại nó có nhiều cách phân loại. Tôi chọn một cách thôi, ví dụ phân loại là cái lớp C402 này có hai loại. Loại thứ nhất là loại gồm có các sinh bạn nam, sinh có các bạn nữ chẳng hạn, đấy là cách phân loại. Có các bạn là gì, có bạn lớp CT một bốn CT một gì đấy, thì cái một bốn gì đấy, loại thứ hai là sinh viên giỏi và sinh viên rất giỏi chẳng hạn, có hai loại như vậy. Tuy cách chia đó, còn ở đây thì người ta bộ xử lý người ta phân loại ra cũng đa năng. Đa năng là biết rồi, đa năng là
nhiều làm được nhiều việc đúng không? Gồm tất cả các phần tử tính toán trên một chip, trừ bộ nhớ và các cổng vào ra, nhớ trừ bộ nhớ và các cổng vào ra, trừ trừ nào không phải là lấy dụng trừ, trừ chúng ta không có đóng đấy, muốn có là phải ghép nổi. Ngày trước học là học cái này, không tạm sáu đóng tạm, tức là muốn có bộ nhớ thì không phải ghép ra bộ nhớ, nó chỉ có là con chip thôi, các phần tử tính toán ALU, CPU vân vân. Và bộ xử lý on chip, cái này chính là vi điều khiển, bao gồm cả bộ nhớ và các cổng vào ra, tích hợp luôn cả bộ nhớ và cổng vào ra. Thế nên nói đa năng nhưng mà lại ít hơn ông này. Ông này là gồm ông đa năng này và tích hợp thêm bộ nhớ và cổng vào ra, thế này thì trừ bộ nhớ và các cổng vào ra. Đấy là bộ xử lý đa năng, nghĩa làm hai loại như vậy. Nhớ cái bộ xử lý vi xử lý on chip này là vi điều khiển, còn gọi là vi điều khiển, tích hợp cả bộ nhớ và các cổng vào ra đây. Hoặc ở đây người ta nếu mà slide tiếng Anh ấy, người ta phân loại classification là phân loại, phân loại các loại đây này. Cái này sẽ người ta phân loại ở đấy, thầy sẽ nói cái kia là phân loại theo một cách, còn đấy phân loại này microprocessor, processor là processor là vi xử lý, còn microcontroller, controller là vi điều khiển. Nhớ là này thì đây controller là 500.000 microprocessor là bộ vi xử lý mục đích chung, GPP là mục đích chung, general purpose processor. Bộ xử lý mục đích chung thì có là gì đây, các ứng dụng mục đích chung này hoặc là vi điều khiển. Cái mà lúc nãy nói on chip đó chính là cái nửa này này. Đấy là các ứng dụng công nghiệp chẳng hạn, industrial đấy. Còn bên này là các bộ xử lý có cho các ứng dụng đặc biệt là ASP. ASP này thì người ta chia ra một cái dòng mới nữa, thì các yêu cầu là gì? Hiệu năng cao, các chức năng đặc biệt, giá thành thấp này, năng nguồn thấp, tức là năng lượng nó tốn, tiêu hao năng lượng nó ít. Tất nhiên là đấy là cái móng muộn thôi, cái giống như cái em muộn là gì, vừa rẻ vừa tốt đấy. Đấy, tất nhiên nó phải vừa hiệu năng cao đấy, tức là cái này phải đánh đổi ở mức tương đối nào chứ không có đâu, cái nào vừa tốt vừa rẻ đó đúng không, nó phải đánh đổi tốt và rẻ so với mặt bằng chúng chẳng hạn, thì so với mặt bằng nào đấy còn đã tốt thì phải đắt. Đấy là giống như cái điều hòa, mua cái điều hòa nó tớ nó sẽ khác cái điều hòa thường, đúng gọi là ống này để giá rẻ hơn, không ai nhìn thế. DSP, Digital Signal Processor, tức là nhờ cái này đang nói về quá trình nếu processing nó khác nhé. Sau này các em sẽ học môn vi xử lý, môn xử lý tín hiệu số, còn ở đấy là bộ xử lý tín hiệu số, đấy là của chữ bộ. Bộ tức là cái con gần như gọi người ta là con chip ấy, thực hiện các chương trình về tính toán thời gian thực chẳng hạn đấy. Và ASIC, ASIC là các cái mạch tích hợp của chức năng đặc biệt, các cái thuật toán thực hiện trong phần cứng. Và ASIP ở đấy nữa, chuyện bộ có kiến trúc lệnh đặc biệt cho các ứng dụng. Đấy là một số cách phân loại. Vậy cái này em tham khảo thêm. Đấy cũng thế, đấy người ta sẽ có một cái sơ đồ gọi là phân bố, distribution, phân bố của các loại. Đây, các cái loại desktop, laptop, server đấy, dạng cho máy tính chẳng hạn này. Đấy, dạng slot, dạng cho công ty. Đấy, kiến trúc, đấy là dạng phân bổ theo dạng kiến trúc. Bộ theo dạng kiến trúc là seed, rich, with the reduce, cái này chính là kiến trúc ám này. Reduce tức là giảm kiến trúc tập lệnh, cái này là complex đó. Một thằng là phức tạp, một thằng là đơn giản, gọi là giảm, gọi là kiến trúc. Sau này các em sẽ học một kiến trúc máy tính thì nói về cái này sâu hơn. Cái này nói là, còn đấy là cái socket như thế nào, tức là cái thể loại. Phân loại theo thể loại.
Đấy, đấy là có nhiều cách cách phân loại, thì phân loại kiểu gì lúc nãy thay nọ ví dụ đấy, phân loại nam nữ hay là học giỏi hay là học không giỏi, hay là ông ở ở quê, hay là ông ở Hà Nội, hay là vân vân, phân loại tuy nhiều loại cách phân loại. Thầy đưa ra một số slide về cách phân loại, nhưng phải là có duy nhất bảo phân loại thì phân loại theo gì, phân loại theo chức năng hay phân loại theo gì, cách sử dụng hay phân loại theo cách chế tạo, đúng không? Bảo xe máy để phân loại đây, loại có tay ga và loại không có tay ga, à, loại nào chả có xe máy, nào giờ xe máy có tay ga phải không, có xe sổ và xe không sổ thôi. Nhiều người bảo xe tay ga thì xe tay ga, xe nào thầy đi cũng có tay ga cả, có bạn nào đi xe máy không có tay ga đâu, có xe máy nó lấy chân đạp đâu. Nhiều người phân loại xe tay ga vậy không, tay ga thấy là cái chân điều khiển thôi đúng không, nhưng mà cách phân loại đấy tức là cách mình nói mình vẫn hiểu, nhưng mà cái thuật ngữ như có thể hiểu xe sổ và xe ga, thế nào cũng có ga tay ga. Khái niệm tiếp theo là về công suất của bộ vi xử lý. Công suất của bộ vi xử lý này thì nói về công suất tức là khả năng làm việc ấy, là khả năng xử lý dữ liệu. À, ở đây vi xử lý là, nhớ là tất cả chuyển về mạch số hết rồi nhá. Nói đến vi xử lý đến cái phần này môn này học rồi, phần tương tự bỏ qua, đang khám phần số hết rồi. Nhớ là chỉ ở đây toàn chỉ định số hết, em nhớ đó. Định số thì công suất là khả năng dữ liệu thì nó xử lý ra gì, giống như lịch phương phát triển ấy, 4, 8, 16, 3, 6, 4, sau này có 128 hay không thì chưa thấy có máy tính 128 bit đúng không, chắc cũng chưa cần đến đâu, khai thác 64 bit đã. Tất nhiên nó đến ngành ngành hoặc dữ liệu phát triển được tính toán ấy, giống như kiểu em đào Bitcoin ấy, đào Bitcoin là gì, phải phải máy tính người ta huy động, hoặc là không phải CPU nữa mà GPU để khả năng tính toán nhanh. Em nhìn thấy đội Trung Quốc ấy, đội GPU sau này có mấy ông lại giả vờ đắm bán GPU cũng không chuyển lại thanh lý, thì ông đến đến mạng bán hàng hay kiểu kinh doanh nó bảo là tôi thanh lý cái này chẳng hạn, hoặc là sắp đến đợt tuần sau giảm giá 30% thì tuần này ông tăng nốt 30%, tuần sau ông lại ý giảm giá 30%. Hoặc là ông mấy ông Trung Quốc hay nhận về bảo là gì, tôi thanh lý mấy cái GPU này đào Bitcoin bây giờ không dùng nữa thanh lý, thực ra là ông muốn bán nhưng mà ông giả vờ thanh lý, như ông bán hàng ở Việt Nam để bảo thanh lý đô này rẻ giá rẻ rời cửa hàng này nọ chẳng hạn, thực ra là ông bán hàng nhưng mà ông giả vờ thanh lý. Hoặc là giống mình thì mua thì hay có tâm lý là cái đội kinh doanh nó có nghệ thuật lắm, ví dụ đó mình đi mua cái máy tính nó lại tặng được chuột và bàn phím đấy, mình về khoe với bạn bè là ôi hôm nay mình mua còn được tặng này chuột này bàn phím này, rồi sống nhiều cái cổ USB hoặc tai nghe nữa. Cái thằng kinh doanh, ông kinh doanh ông lại báo cáo sếp hôm nay ông bán được bộ máy tính còn bán thêm được cả chuột cả bàn phím nữa đấy. Hai bên đều vui cả, mình thì nghĩ là mình người ta tặng cái chuột bàn phím nhưng thực ra là tính vào giá của máy tính thôi đó. Mình thì ông đi ông về ông báo cáo ông bán được 3 sản phẩm, mình thì như lại về lại mua một sản phẩm và được tặng thêm 2 cái, à, cũng vui cả. Là nghệ thuật của cái đội kinh doanh nữa rồi, để nói vui cả thêm bên ngoài nữa. Khả năng đánh địa chỉ, đánh địa chỉ thì người ta đánh địa chỉ nhiều hay ít, càng nhiều địa chỉ càng tốt. Chẳng hạn giống như bên học em học cái môn mạng rồi thì chỉ có IP thôi, đánh địa chỉ IP V4 V6, còn ở đây là địa chỉ của vi xử lý ghép nối. Tốc độ thực hiện lệnh, à cái tốc độ này quan trọng, nhanh như chậm như bảo là mấy tỷ phát tính giây là chuyện lâu nay, bao nhiêu phát tính trên 1 giây, đơn vị million là gì, à, million of trên giây, à hàng triệu phát tính trên giây đúng không, thì công thức của nó sẽ bằng F nhân với N chia cho M cộng với T. M cộng T là mẫu số, F nhân N. Vậy tốc độ nhanh khi tần số nhanh, à, F là tần số, ví dụ các em mua máy tính tần số 2,6 này, 3,4 GHz này, là chỗ này. N là số lượng ALU, à, loại chip tối mấy nhân thì nó nhân lên đây này.
Càng nhanh này có nhiều ông tính toán thì càng nhanh hơn. Thầy ra cái bài mình bỏ bốn ông ngồi tính toán thì sẽ nhanh hơn. Làm việc nhóm, mục tiêu của làm việc nhóm là để mỗi ông làm một việc thì nhanh hơn. Nhưng mà mình lấy là đi học lại kinh nghiệm là gì, làm việc nhóm lại chậm hơn. Vì ông này bảo thôi cho ông trưởng nhóm ông làm. Ai, ông trưởng nhóm nhận xong rồi về phân công ông nào cũng chịu làm, còn mày giỏi mày làm đi. Lại lại mỗi ông trưởng nhóm nó đe cổ ra làm rồi con lại phải hướng dẫn mấy ông kia nữa để ký báo cáo, vào đọc quá thế này để ký báo cáo thấy câu hỏi còn biết lại còn chậm hơn. Cuối cùng là gì, nhỏ 5 người nhưng mà lại một anh nam, gọi là cái thằng cái ông gọi là rảnh tím đấy, ngồi lại lại phải đã làm rồi còn phải hướng dẫn ông kia nữa, đáng lẽ là mỗi ông mỗi việc. Đáng lẽ thì ông nào nhận trưởng nhóm có 3 việc thì ông trưởng nhóm ông bảo việc thứ nhất giao ông thứ nhất, nhiều khi là ông trưởng lại không làm, giao cho mỗi ông mỗi việc, cái việc của tôi là phân công công việc chẳng hạn, khỏe nhất đúng không? Trưởng là ông chỉ phân công công việc, nhưng mà ông trưởng là làm hết. Thôi, đấy là cái thứ hai. M là số lượng vĩ lệnh, à năm ống dưới, năm ở mẫu số, mà số dương ấy, tất nhiên là số dương, nhưng mà học lớp 6 ngồi ngoài nó nghe thấy nó bảo là gì, thì mẫu càng tăng thì số càng giảm, mà không phải, nó phải số dương mới đúng, đúng không? Số ống đi, cái khác. Số lượng vĩ lệnh, ông thực hiện càng nhiều lệnh thì càng tốn thời gian được rồi, cái này nó phải nằm ở mẫu. T là thời gian truy cập, thời gian mà dài ông xử lý dài thì nó sẽ là gì, tốc độ nó thấp thôi. Rồi giống như đi từ nhà đến trường mất 10 phút, đi nhà mà trên đường mất 20 phút, ông đi 20 phút chắc chắn là ông tốc độ thấp rồi, thấp hơn rồi. Tất nhiên là tùy quãng đường thì tùy cái này nữa, mấy ông nữa, nhưng mà đấy là một người ta phải đưa ra một công thức để tính cái tốc độ thực hiện lệnh. Sau này nên là xem là chu kỳ lệnh là bao nhiêu đấy, rồi máy tính nào nhanh hay không, mấy tỷ phép tính 1 giây. Tất nhiên cái này sẽ công nghệ chế tạo nữa, do là bao nhiêu ông transistor có tạo đấy, ví dụ có ý chỉ 7 tỷ con transistor trên một đơn vị diện tích chẳng hạn. Kiểu tốc độ kiện càng nhanh thì số lượng transistor càng nhiều, thì ông hiểu hiểu đơn giản như vậy. Cùng một người mà ông cầm 7 tỷ đồng chẳng hạn, với ông có 1 triệu đồng chẳng hạn, đi chợ nó khác hẳn. Ông có 7 tỷ ông làm nhanh chóng, mua nhanh chóng hơn. Ra cũng phải là gì, đi xem xét hết cái này cái nọ, ông cầm 7 tỷ ra là thích cái này là cầm luôn. Còn ông cầm 10 triệu, ông cầm khoảng 5, 20, 30 triệu đi mua iPhone là ra là đi mất mấy hôm ra sơ cho mon điện thoại cho ông bán hàng ra, ông bảo thôi. Từ sơ ông ra mấy hôm ông sơ đi sơ lại mon hết điện thoại rồi vẫn chưa mua. Ông có 7 tỷ ông khác ông ra ông mua luôn, là ví dụ như vậy, là do cái tốc độ, do cái tài nguyên nữa đúng không, nhanh hay chậm là do tài nguyên nữa. Đây cái này thay đổi tiếng Anh được tiếng Việt cũng nhiều, nhưng mà thầy muốn nói về cái này cho nó kiến trúc chúng của bộ vi xử lý. Giờ mình học vi điều khiển nhưng phải học cái lõi của vi điều khiển là vi xử lý, bên trong của vi xử lý nó gồm những cái gì này. Ở đây cái sơ đồ chỉnh là cái sơ đồ này này, mà cái vòng vàng là chỉ nó giải thích thôi. Thì một cái vi xử lý cái bộ não thì nó gồm, em nhớ là gồm 3 cái thành phần chính đi, sau này là gồm gì, ALU các thanh ghi và CU. Ở đấy cái sơ đồ này nó không thoát lại sơ đồ này nó lăng nhăng thì em sẽ bị rối, mà sơ đồ này sẽ dễ hơn này. Của hệ vi xử lý, hệ vi xử lý thì gồm vi xử lý các em chỉ cần nhớ nhỏ gọn bên trong này này, cái phần này thầy chỉ đấy này, đấy là hệ vi xử lý, còn đấy là vi xử lý là cái phần chỉ tương lai thế này, cả tích hợp cả thì là vi điều khiển mất rồi. Hệ ALU, số học logic, đơn vị xử lý số học logic. Ông Thảo học cái lúc máy tính cũng học lại cái này. Đấy là ALU là đơn vị xử lý số học logic, tức là cộng trừ nhân chia bằng so sánh các phép toán là do ông này cũng tính toán. Ông ALU trong cái bộ não ấy, những mình não trái não phải như thế cũng chả hiểu đâu, người ta bảo phân tích là não này là nửa bên này là não trái não phải, nửa nào là nghệ thuật nửa nào là logic gì gì đấy, nhưng thầy không biết chữa bộ não của mình ra bây giờ để xem các biết à, thì ở đây nhưng mà cái vi xử lý thì biết là gì, à có người ta chia ra là ALU
là cái khối tính toán số học logic. À, vậy vậy phần tính toán nhanh hay chậm là do hôm nay này em bỏ máy tính tích vào là do hôm nay em tính toán. Các thành ghi, ông tính toán thì ông phải đưa vào đâu, các thành ghi là register, cái này thành ghi người ta dịch đầu tiên cũng thập niên 70 người ta dịch là thành ghi, thì bây giờ mình chỉ ghi là thành ghi thôi. Ông nào dịch đăng ký cái việc đăng ký, nhưng mà trong kỹ thuật mình cứ nói là thành ghi, mình thống nhất như vậy. Register, à, có người viết tắt là thì là gì, là bộ nhớ ở mức độ nhỏ nhất. À, cái này chính là quy định. Quy định là gì, ví xử lý 32 bit, 64 bit, đấy là gì, chính là do độ dài của ông này bao nhiêu bit này. Sau này các em nhớ thì ông này bao nhiêu bit thì là chính ví xử lý bao nhiêu bit, là độ dài của thanh ghi, hay là từ gọi là từ nhớ word. Word chính là bằng cái độ dài thanh ghi này, mỗi chuyển trục là một dạng khác nhau. Tiếp theo là ông CU, control unit, là cái đơn vị điều khiển. À, ông này ông làm những điều khiển, ông này muốn tính toán phải do ông này điều khiển, ông này lấy dữ liệu như vào về tắt ở đấy, thằng này là bộ nhớ mà bộ nhớ đơn vị nhỏ nhất thì đưa về đấy, vậy là ông, nhưng mà phải có cái ông điều khiển, làm gì thì làm phải có ông điều khiển, nhưng loạn cả lên không có ai điều khiển cả, đúng không? Lại mất đầu ấy, thực ra lại mất đầu chết luôn rồi còn gì nữa, mình cũng xóa sạch lại mất đầu, nhưng mà lặn mặt đầu, nhưng mà đụng mặt đầu thì chết luôn. Mặt cái ông lãnh đạo này thì vẫn chưa chết được, bao gồm khác đấy, là tức là giống điều khiển nó quan trọng, nhớ là quan trọng, nhưng phải có cái ống để mà điều khiển. Mỗi ông điều khiển, mỗi ông lập công ty một mình ông thì ông chả điều khiển ai cả, hôm nay quan trọng, nhưng phải có động động lần trước này này. Napoleon bảo là quân chủng là một dãy số không dài vô hạn, thì ông này dài vô hạn nhưng không có ông đứng đầu đấy, nhưng mà quan trọng là cái người đứng đầu thì có số 1 lần trước là khác, không có 10 số không nhưng không có số 1 lần trước thì vẫn là không, có một phát là gì thành 10 tỷ chẳng hạn, thì số không cho số 1 lần trước thành tỷ. Nhưng mà mình học cái học cái khác, quân chủng là vai trò quan trọng. Như ông Napoleon thì ông bảo là quân chủng là dãy số không dài vô hạn, quan trọng là ông ấy đứng đầu mới lãnh đạo, đúng không? Napoleon chỉ cầm 5.000 quân mà có thể chống lại bao nhiêu đánh đấy, cái trận của ông Napoleon ấy, hoàng đế Napoleon đấy. Nhưng mà đây là nhớ là ba thằng này đều quan trọng nha, kiểu ông nào cũng không không thành, máy tính của em về em tháo cái bộ phận nào là nó cũng không hoạt động đâu, nào quan trọng hết đấy. Là bên vi xử lý, còn hệ vi xử lý thì bắt đầu mình ghép nối này, đấy là cái não đây này, não xong rồi não này thì ông tính toán tốt nhưng ông chả biết tính toán với ai cả, ông tự tính toán đấy mới làm việc ở bên ngoài này. Làm việc thì là gì, bộ nhớ này thì bé tí chả lưu được chương trình, ông này muốn đấy là cuộc bộ cấu tạo với xử lý những à, con người muốn làm việc thì con người phải ra lệnh như ông này, ra lệnh thì bằng chương trình. Chương trình thì để đâu, chương trình thì phải để trong bộ nhớ program. Đấy, bộ nhớ trong memory này là bộ nhớ này là gọi là internal, tức là bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong thì gồm có RAM và ROM, thôi RAM ROM thì nói khái niệm nó là gì nữa, cái đấy. Trước khi khởi động lên thì cái này từ R này khác nha, một cái là random access, còn cái này là read only memory đấy. Còn cái này random access, cái read only thì bộ này chỉ đọc đây. Nạp chương trình vào đấy thì khởi động lại nó không mất, nhưng không RAM nữa các. Nhưng khi các em thực hiện chương trình ấy, giống như máy tính ấy, thì quan trọng cái ông RAM này này, bật khoảng 100 cái tab trình duyệt cái là các em thấy nó đỡ ngay, tiêu tốn RAM bao nhiêu ngay, bật là biết ngay. Hoặc các em chạy những chương trình cáo là nó nhiều tiêu tốn RAM vậy này. Chính là cái ông này tốn này thì khi tạm thời là toàn chạy ông này thôi, vì khi bật máy tính này em toàn khai thác vào cái bộ nhớ này đấy mà. Vậy hôm nay lúc khởi động các chương trình hệ điều hành thì nó thường là rôm đấy thôi, hoặc một tùy tùy nha, thông thường thôi, từ dùng mình dùng là thông thường thôi. À, có bộ nhớ rồi, nạp chương trình như năm nay thực hiện, nhưng có bộ nhớ với cổng này vẫn chưa đủ, ông thực hiện chương trình với ai? À, phải có hai điều phải gọi là thiết, cái này viết chính tả sai này, device này, cái chữ E đúng không? Device là các thiết bị vào ra, input, output. Hôm nay các bạn nhìn chữ
Y ô là ý nào ấy, là ai ấu đấy, đọc thế nào cũng được, đọc thì dễ hiểu thì cũng được. Ví dụ thầy đọc A L U là ý ấu, chứ đọc thì lúc nhiều khi đọc tiếng Anh mình không hiểu đúng không? VTV tiếng Việt sao lại chậm VN, đọc nửa Anh nửa Việt chỗ ai đúng rồi, tôi biết hai ngôn ngữ. Còn đọc thì nên là đọc hợp nhất, kiểu là RAM thì đọc RAM luôn, ông ROM luôn, nhiều khi đọc trong tiếng Anh người khác không hiểu được. Nhưng mà mấy cái việc đọc cả tiếng Anh, input, output nó hiểu đâu vào đâu ra rồi. Đầu vào cái này là ví dụ nhớ là máy tính các em học thì mà là đầu vào là chuột bàn phím màn hình, nhưng mà ở đây là có rất nhiều cái module vào khác nhé. Vào là từ nơi khác gửi lệnh đến, ví dụ trong một bó mạch thì ông này là chỉ một nơi thôi, có cái ông khác truyền dữ liệu đến chẳng hạn. Đấy. Còn ông ra này thế, ra này thì có thể ra đi ra các chỗ khác, ra bộ nhớ khác vân vân, gửi nó nói là các thiết bị ra thôi. Còn cái máy tính đem thông thường học để cho dễ hiểu thì cứ nói là chuột bàn phím là vào lên màn hình máy in ra chẳng hạn, mạng thì có hai chiều cả vào cả ra chẳng hạn, đấy thiết bị mạng vân vân, ra đây các cái mô đun sau này mình sẽ học sau. Đấy là phần hệ vi xử lý. Ờ, sáng cái phần mềm này nữa là mình lại giải đáo 7 phút này. Đúng tiêu chuẩn, cần nói nhiều quá. Em nghe cũng ưu tái. Ờ, anh nào mà có loa ngoài thì được, anh nào mà học tai nghe nó ưu tái lắm. Thầy ngày trước thầy cũng biết, cũng không trang bị cái thiết bị để là chạy bằng tai nghe thì nó ưu tái. Bây giờ thì sau khi nó không đi lại nhiều dịch ở cả ở nhà cũng biết tiền cũng biết tiêu gì thì mới mua được thiết bị, trang bị thiết bị để học tốt hơn một tí. Phần mềm à, vậy kia là ông phần cứng à, ông phần cứng như mua cái cục máy tính về lại là vứt đấy là cục sắt đúng không? Nếu mà nó mà không thông minh tự động như mấy ông robot mua về là chỉ không có chương trình gì là chỉ đấy, ông chỉ là cục sắt thôi. Bây giờ mới là cái con người đấy này, trí tuệ của mình đưa vào đấy này là cái ông phần mềm. Phần mềm thì là chương trình do người lập trình, người lập trình này là trong nhảy nha, do người là được. Sau này có máy nó lập trình, sau này công nghệ nó phát triển, nó mấy ông trí tuệ nhân tạo tự lập trình ra giải quyết các nhiệm vụ bài toán đặt ra khi thiết kế hệ đấy là do người, cứ tạm thời mình cứ nói do người lập trình đi tạo ra. Và chứng tạo ra để ở đâu, để đâu là lúc nãy nhắc lại trước đấy rồi, đặt trong bộ nhớ ROM và RAM khi hệ thống hoạt động à, chương trình đặt trong bộ nhớ, thông thường là bộ nhớ ROM và RAM đặt trong bộ nhớ ROM RAM. Và trong máy tính thì phần mềm thường được phân lớp à, phần mềm cũng phải chung chung thế thì thiết kế không biết đâu. Ông học rồi thì phần mềm chung chung thế thì không biết ở đâu mà người ta sẽ phân lớp ra. Đấy là một cách phân lớp, đấy là một cách phân lớp thôi, phân lớp phân loại được các lớp khác nhau để người ta dễ, giống như em học mô hình TCP/IP, mô hình OSI chẳng hạn, đấy, các cái mô hình thì để người ta phân lớp ra để biết là nó thuộc cái đoạn nào để mà làm việc. Lớp trong à, lớp bên trong là các chương trình quản lý điều khiển các dữ liệu cố định vân vân. Tức là lớp trong này người ta thường gọi là cái hỏi đơn giản là lớp hệ điều hành làm nhiệm vụ trung gian giữa người và máy tính à, giữa này kiểu chính tả thì người và máy tính giao tiếp à, thì mua máy tính về là phải cài cái hệ điều hành thì đã, phải có cái hệ điều hành thì đã, rồi muốn làm gì thì làm, chứ không phải ông tự nhiên à tôi có cái ứng dụng này không biết không không cài hệ điều hành vào thì không làm việc được. Vậy mức trong phân lớp thứ nhất là lớp hệ điều hành, nhưng trong hệ điều hành lại chia nhỏ ra nhân gì, gì nữa vân vân, các chương trình của hệ điều hành thường khá lớn à, hệ điều hành thường khá lớn nó đang cài vào như ý đấy à, thường khá lớn thì nói chung bao nhiêu thì cứ nói thì lớn khá lớn thôi, nhưng mà nói có vào tối buồn nhớ mấy tế hệ điều hành từng đấy ăn thua gì, cài cho mấy ghi ăn thua gì để lên so sánh tương quan. Bảo tôi giàu nhưng mà gì giàu so với ông ăn xin hay giàu so với ông tỷ phú thì lại nghèo, đấy là cách so sánh tương đối lớn nhỏ. Luôn luôn các em phải đặt cái vấn đề như vậy, tôi không được khẳng định mà chỉ nói là
xó về tội gì, xó về mấy mấy triệu dân châu Phi đang đói chẳng hạn, mình được ngồi học cái này, mình được có internet dùng là sướng rồi chẳng hạn, lại khổ tiền thì ít xó khổ lại là xó với đổi nhiều tiền hơn khác, cách xó thánh. Nên là mình lúc nào cũng cứ xác định mình là ông trung bình đó, nó khỏe, gọi là nhìn lên nhìn xuống đấy. Phần còn lại được chứa trong bộ nhớ ngoài và được nạp vào RAM mỗi khi khởi động máy. Phần trong RAM và phần trong ROM, ROM trong RAM. Và đấy là thân hệ điều hành rồi. Đấy mới đến cái ứng dụng thầy và đang ngồi dạy học các em đây, các em đang ngồi theo dõi đấy này. Chính là các chương trình do người lập trình viết ở lớp ngoài. Lớp ngoài thì lớp trên, trên hay dưới, tức là trong hay ngoài, tức là cái phần lớp thì người ta kể cái sơ đồ này, người ta bảo cái này đi dưới, cái kia là trên. Của ông thì bảo cái này trên, cái dưới, tức là cách nhìn mà. Nhìn từ bên này sang hoặc bên kia trên, cái kệ sách em nhìn này, những ngăn xếp ấy. Dưới lên này trên xuống thì tùy nhìn mình thôi. Để giải quyết một bài toán nào đó khi thực hiện sẽ được hệ điều hành nạp vào trong RAM. Đấy là các chương trình mình thực thi theo cái RAM, tổn RAM ở chỗ này đấy này, thầy đánh dạy đấy, bật mấy cái này nó ảnh hưởng đến RAM đấy này, ở vị trí theo sự phân bổ của hệ điều hành nó đẩy vào RAM. Khi phần cứng thực hiện trong chương trình đó thì bài toán được giải. Lệnh như vậy, nhưng mà nó phải như muốn hiển thị lên màn hình này thì phải có cái kết nối từ máy tính lên qua cái đường dây cáp rồi đẩy lên ngoại vi rồi đẩy ra để hiển thị lên cái màn hình thầy đánh dạy đấy, mặc dù thầy bật cái PowerPoint để dạy nhưng mà lại vào trong ví hệ điều hành nó gì đẩy như thế nào đấy, rồi chương trình dữ liệu này truyền qua gì cổng COM lên hoặc là cổng HDMI chẳng hạn để đẩy lên màn hình cho các em nhìn ở đấy. Mình bảo là tại sao lại bảo là nhiều trường hợp là gì, nhiều trường hợp không có mạng nó vẫn hack được, không có mạng thì nó ở gần mình chẳng hạn, mình truyền lấy màn hình này nhưng mà gì một người khác nó ở cái màn hình khác nó cũng có thể thu được ở gần trong phạm vi bao nhiêu đấy, hoặc gõ phím chẳng hạn, người ta thu bức xạ từ bàn phím hoặc bức xạ là màn hình, em thấy là các em có cái giấy này truyền lên màn hình, hoặc em thì có không cái có phương pháp là người ta sẽ ngồi bên cạnh và người ta bật màn hình ấy, người ta vẫn thu được. Đấy là cách tấn công, hoặc là tấn công giống như hôm mấy hôm nay có chuyện cứ rút điện đi là thôi, đúng mất điện thì thôi, mất mạng thì chưa chắc, mất mạng thì chưa chắc nha, mất kết nối internet chưa chắc, nếu các em vẫn cắm vào đường điện. Bây giờ sau này các em học để mà bên phần anh nào theo bảo mật ấy, một cái người ta tấn công theo bức xạ bàn phím màn hình này, tức là gõ cái gì ngồi cách khoảng 100 mét người ta vẫn biết cái gõ cái bàn phím gõ chữ gì, vì kiểu như các em gõ vẫn có một tí bức xạ, chẳng quá là các em đường dữ liệu đấy các em đi theo cái giấy của bàn phím qua máy tính, nhưng mà như ông khác cũng ở sáng thì được ông hiểu sau đấy mấy triệu đấy, cộng cái đường giấy mấy triệu, người khác họ có kỹ thuật không giấy thu được chẳng hạn. Đấy là một số cái tấn công mới, và tấn công cao nhất ấy, tấn công vào đường điện. Kiểu gì ông cũng nổi vào giấy đường điện, cái này thầy lại nhắc thêm trong quá trình học, thầy nói thêm một số vấn đề mới để em có cái kiến thức thêm. Ông cắm điện vào thì kiểu gì ông chả chả tất nhiên laptop nhưng ông chỉ dùng một pin thôi, nhưng có điện nhưng thì cắm điện vào, như ông thầy dùng máy cấy cắm điện vào thì là gì, thì dữ liệu nó có thể ro quá đường điện đấy được, kinh khủng như vậy. Tất nhiên cái phương pháp đấy thầy cũng không biết đâu, nhưng mà người ta công bộ vẫn có tấn công qua đường điện nguồn được. Nên là bên quân sự các thứ một số thiết bị người ta vẫn phải là chống bức xạ qua cái đường điện đấy. Em nhớ máy in người ta cũng tấn công, các cuộc tấn công bây giờ người ta tấn công qua máy in đều nổ mà mặt là gì. Thầy nói về đường điện trước nha, em bây giờ em nhìn các cái hệ thống gì của TP-Link ấy, em hiểu nha nha đấy thì không biết, nhà thầy thì cũng chả có đâu, nhà 5 tầng chẳng hạn, ông wifi ông ở tầng 1 chẳng hạn, muốn lên tầng 5 thì bây giờ ông TP-Link ông bảo cắm vào ổ điện đấy, nó truyền qua đường điện, đường ổ điện thì sau tầng 5 ông cắm một cái bộ phát của TP-Link nữa ở cái ổ điện đấy, thì nó lại truyền đường internet qua đường điện. Đấy là một, đấy là cái em thấy là gì, không phải là gì một đường cáp internet kia mới được, mà nó có thể truyền qua đường điện được. Vậy thì máy tính của mình vẫn có một kênh ro rỉ qua đường điện nguồn, nhưng mà cánh đấy nó sẽ khó hơn, cánh đấy gọi là tấn công cao cấp thôi.
Còn một cách tấn công đơn hay sử dụng mà người ta hay dùng là tấn công bằng máy tính, à máy in nữa, máy in là để lại dữ liệu cá nhân ấy. Ví dụ như hôm nọ thầy đọc một cái bài về máy in lại là lấy dữ liệu của một bệnh viện à, chẳng cần mã hóa gì, ông in thế nào thì người ta máy in người ta lưu lại trong máy in ấy. À, in cái bản nào là người ta lưu lại trong máy in ấy. Hay là sau đấy là cái giả sử cái máy in lại kết nối mạng chẳng hạn, thường là trong các cái bệnh viện hoặc khi là máy in thường kết nối mạng thì mấy ông ngồi cùng vào in được mà, là người ta lưu vào một trong bộ nhớ cài trong máy in cái bộ nhớ nào đấy, người ta lưu lại hết tất cả văn bản đấy và người ta sẽ lấy được đó. Bản đã in ra thì bản nữa là bản rõ, tức là ý là bản không bao giờ là bản mã in ra như mã hóa cả. Đấy là một cách thì cách cao cấp mà xem cuộc chiến tranh của Israel à, và nước nào Libya, tức là ông ấy là từ khi chế tạo ấy à, cái hệ thống radar của ông Israel là gì à, ông Libya phát triển là ông Israel ông bảo à, mua phần mềm hạng đấy là ông ấy cài vào trong con chip trước rồi. Cái này thì mình cao cấp nhưng không biết được, mình đấy toàn mua chip của nước ngoài thì nó không an toàn đâu với quân sự. À, tức là cài vào con chip trước một cái gọi là nhiều cái họ gọi là mã độc cũng được, cái mã trước rồi hệ thống à, từ khi đã đặt hàng sản xuất đấy, tất nhiên là quy trình mua thì nó phải có gọi thầu này gọi thầu nọ, không phải là tự nhiên ra mua ông kia đâu, nhưng quy trình bảo người ta sẽ biết được rồi ông mua công ty nào, công ty đấy là sản xuất chip nào là à, người ta để công ty chip cài người vào đấy là gì, trong con chip đấy người ta gửi một cái mã vào đấy à, lúc chế tạo chip ấy, giống như con có trong các bạn cái đấy thì mình chịu không, là khi đi hệ thống radar bình thường của Libya hay trước thì diễn tập là tốt lắm à, diễn tập là con muỗi cũng không thoát khỏi hệ thống này, diễn tập máy bay đi bay qua vùng trời là nó biết hết. Ừ, diễn tập thì hay nhưng mà khi đánh thao thật tên lửa của Israel, khi tên lửa Israel tấn công ấy, thì mới kích hoạt thì con chip trong cái thì gửi một cái mã đến cái hệ thống con chip trong radar đấy là gì à, dừng tê liệt không làm việc được, đấy là mấy ông kia cũng không biết sửa nào trong con chip mà nó tạo con chip ra được, nên là nếu làm chủ từ đâu ấy, phải làm chủ từ trong con chip là vì vậy là bảo mật mức cao nhất, thì ông phải sản xuất từ đầu đến cuối, còn ông khi đã mua bằng các thiết bị khác cũng là bảo mật cao nhất là vẫn là bảo mật phần cứng nhé, phần mềm là vẫn một phần thôi, tất nhiên tấn công về về phần mạng nó khác, an toàn mạng khác, còn an toàn chúng ấy, dùng hệ thống máy tính cả nữa à, người ta kích hoạt cái hệ thống đấy là như tên lửa cứ bắn ông thôi, thấy ông radar không thấy ông nào cả, ông radar ngủ gật ông ngủ luôn thôi, kích hoạt mức cao nhất. Hoặc là cái câu chuyện mà Trung Quốc ở trong bàn la ống điện rồi bàn la ống điện đen bàn đấy, hoặc thiết bị thu phát sóng cứ tự động nó kết nối vào các hệ thống gần để nó phát sóng nó gửi dữ liệu đi đấy, đấy là những cái câu chuyện là thể phát internet trong đấy, những cái đấy mình không biết được vì mình không chế tạo từ con chip rồi đi, nên đã tham gia mạng nó không có gì an toàn được cả, không thể khẳng định 100% được, không có gì là bảo mật tuyệt đối, đúng không? Ông làm cái chuyến tấn công thì ông phải có ông le ren cái gươm sắt, tức là ông bảo mật và ông tấn công là luôn luôn làm cho cái quá trình phát triển, ông tấn công lỗ hổng này thì ông vả xong lại tấn công cái khác và vả cứ như vậy đẩy cái quá trình phát triển đấy, nó phải có hai mặt như vậy, đúng không? Đây là phần hỏi qua về phần phần mềm hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ đi vào tiếp sau. Em nghỉ giải lao đến 9 giờ đấy, mình nói tiếp khoảng 20 phút nữa là phần hoạt động thôi. Được không nhỉ? Vâng ạ. Rồi, Có. cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Em nghỉ giải lao đi 9 giờ mình vào học tiếp.
Rồi, lại chào các em lại, chúng ta quay trở lại lớp học một tí nha. Thầy gửi một cái slide nhưng mà slide đấy là tiếng Anh rất nhiều. À, trong quá trình nhưng đấy là cái gốc, à, cái slide đấy là gì? Slide đấy là V8051, là gần như đầy đủ nhất, full nhất đấy. Tất cả các trường, các chương trình khác nó cũng gần như quá đấy thôi. Cái bài giảng của Bách Khoa nó cũng quá đấy thôi. Dịch lại đấy thôi, nhưng mà để nguyên gốc thì nó sẽ hay hơn. À, ở chỗ là gì? Chỗ là có những từ dịch ra nó buồn cười à, nhưng mà để như vậy tất nhiên là gì phần chương trình phần lập trình thì thuật ngữ nó không khó, các em đọc tiếng Anh thì chỉ cần em có kiến thức thì các em đọc cần tự nó hiểu thôi, nhìn cái sơ đồ thì cũng đã hiểu rồi. Sau này trong quá trình dạy thầy sẽ hướng dẫn cái đoạn đấy. Bây giờ chúng ta quay trở lại tiếp tục cái chương 1 cho nó hết đi. Thực ra hai tiết nhưng mà thôi cho nó 3 tiết đi, vì dạy một chương lẻ thì kiến thức nó phải không liền mạch. Về hệ vi xử lý, hệ vi xử lý trước là hoạt động của vi xử lý, bây giờ hệ vi xử lý hoặc là máy tính này thì nó cái này đáng lẽ là kẻ một cái bảng, hôm sau học kiến trúc máy tính cũng có chu kỳ lệnh 6 chu trình ấy, nhưng ở đây thầy nói về cái này về cửa hệ vi xử lý riêng. Hệ vi xử lý thì hoạt động như thế nào? Hoạt động ở đây chia ra là gì? Chia ra làm ba quá trình. Ở đấy nhớ là có thể chia làm các chu trình nhỏ hơn nha, phân đoạn nhỏ hơn. Nhưng cái cách chia là nó là gì? Thầy luôn luôn nói là gì? Cách chia này tùy theo cái gì? Tùy theo cái cách ý triển khai mà sẽ có các cái cách chia hoạt động nó khác nhau một tí. Đấy. Vậy ở đây cái hoạt động của vi xử lý sẽ chia ra thành 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là nhận lệnh. Quá trình thứ hai là quá trình giải mã lệnh. Nhận lệnh trong cái giải mã lệnh và quá trình đó là thực hiện lệnh. Thì đi vào quá trình thứ nhất, nhận lệnh từ bộ nhớ trung tâm hay là bộ nhớ trong? À, lúc nãy rồi, chương trình là tập hợp tất cả các lệnh. Nhớ là chương trình là tập hợp tất cả các lệnh. Mà lệnh chương trình thì ở đâu? Chương trình thì trong bộ nhớ. Vậy thì nhận lệnh là ông CPU phải nhận lệnh từ bộ nhớ trung tâm. CPU là chính là cái vi xử lý ấy. À, đơn vị xử lý trung tâm cũng là vi xử lý. Nó phải nhận lệnh từ bộ nhớ trong sơ đồ của hệ vi xử lý ấy, bộ nhớ ROM RAM ấy. Vậy chương trình của mình nạp trong bộ nhớ thì ông này nhận lệnh từ bộ nhớ, mà bộ nhớ này là do lệnh là do con người nạp vào trong đấy. Rồi đấy là cái in xanh này. Và để muốn nhận được lệnh thì làm thế nào? Đấy là cái quá trình này thôi, quá trình này thầy nói lướt thôi. Để nhận một bài lệnh từ giá trị của thanh vi địa chỉ lệnh, à, cái này mình chưa chi tiết thanh vi thì CPU sẽ tạo ra các bit địa chỉ để đưa ra xác định bài cần lấy, tức là à cái quá trình này nhận là quá trình đi trên đường như thế nào, phải có địa chỉ như thế nào và có tín hiệu điều khiển như thế nào. Đấy, thì quá trình này thì em cũng nhớ ở đây mình học sơ qua là nhận lệnh từ bộ nhớ trung tâm, quá trình nhận lệnh sẽ chi tiết ở các cái môn sau nữa, hoặc là khi nếu cụ thể và phần ví điều khiển cụ thể như 8051 thì sẽ nói cụ thể. Còn ở đây mình nói như vậy, vạn tắt như vậy chỉ nhớ là nhận lệnh từ đúng không? Nhận được lệnh rồi thì phải giải mã lệnh. Giải mã lệnh là bài mã lệnh, xem lệnh là lệnh gì, à, chức năng của lệnh. Tức là đấy là gì? Ví dụ em nhận được cái thời khóa biểu thì phải đặt cái thời khóa biểu đấy là xem đó nó là phải hiểu được, phải biết chữ mới đọc được, phải có quá trình lấy từ đâu, muốn nhận thời khóa biểu, muốn vào học thì nhận thời khóa biểu từ đâu chuyển, nó phải biết địa chỉ ở đấy nhận. Nhận về rồi là gì? Đấy. Tải về thì mở ra như thế nào, biết cách dùng cái gì để mở ra đúng không? Rồi đây là quá trình giải mã, nó phải đọc hiểu. Giải mã là hôm nay 7 giờ ngày thứ tư đấy, 18 tháng 8 là có 3 tiết môn này chẳng hạn, nó phải giải mã ra được, nó phải hiểu được cái lệnh đấy là phải vào lớp học. Đấy là quá trình giải mã, nó phải hiểu được. Và cuối cùng là quá trình thực hiện lệnh. Không giải mã ra đấy, không để đây à. Người thì ông máy tính thì là phải trình tự, những người thì khác, người thì phải nhận thời khóa biểu rồi giải mã lệnh. Ừ, 7 giờ học đấy, tôi thích thì tôi không học, nhưng ông máy tính thì ông khác. Ông máy tính thì ông nhận được lệnh như vậy là ông thực hiện, trừ khi là ông bị đỡ. À, trừ khi là ông bị đỡ, bị lỗi, chứ còn không là
đã làm là nó thực hiện, giống như em đã cộng một cộng một đi đến đến ứng dụng là nó thư ký nó đỡ nó hỏng hay không, nó sẽ ra kết quả cho em. Nếu là lệnh dừng thì dừng quá trình làm việc, đúng rồi, lệnh dừng thì bảo dừng thì dừng, đúng không? Đâu con bom thì bảo dừng thì dừng, thư ký nó điên lên nó chạy thôi. Nếu không phải lệnh dừng ấy thì CPU thực hiện lệnh và gửi kết quả, quá trình này sẽ có các cái thanh lý cụ thể bên trong. Thao tác lệnh có thể là làm việc bên trong hoặc là lệnh bên ngoài, là phải thực hiện lệnh, nhưng mà thực hiện xong thì gửi kết quả nhá. Đấy, trả về kết quả, không thực hiện xong thì chả biết kết quả đi vào đâu cả. Sau đó lại lệnh tiếp theo, cứ thực hiện hết lệnh này sang lệnh khác, chương trình nó thực hiện cái em lập trình ấy, biên dịch là cứ từng lệnh một đến xuống, xử lý đáng tuần tự thì cứ hết lệnh này sang lệnh khác, tuần tự hay song song tùy cấu trúc tương bộ vi xử lý, nhưng gần như là mình đang học là tuần tự nha. Em biên dịch thì không có chạy hai lệnh song song ít, lúc đấy họ chưa chưa phát triển lắm, vẫn người ta đang phát triển, nhưng mà để xử lý song song là khó. Tương tự các lệnh mà thực hiện nó. Đây, vậy bây giờ đi ra từng quá trình một, anh nói bằng tắt từng quá trình một. Cái này kiểm thúc máy tính em sẽ học lại thôi mà. Nhưng mà vẫn nói, như đấy lại CPU là lại như kiểu máy tính luôn. Nhìn này, quá trình nhận lệnh này. Nhớ là cấu tạo của CPU là gì? PC chính là một trong các cái thanh ghi. Program counter thì là thanh ghi bộ đếm chương trình. Chương trình game có bao nhiêu lệnh thì phải có bộ đếm để mặc lệnh. Đơn vị điều khiển là CU, cái này dịch ra tiếng Việt rồi, CU control unit. IR là thanh ghi lệnh. Instruction register là con thanh ghi lệnh. Vậy quá trình nhận lệnh thì người ta phải biết là một thằng này gọi hai thanh ghi này, có thể nói đơn giản là một thanh ghi lệnh địa chỉ của lệnh, và thanh ghi này là cất cái lệnh vào. Anh ghi một cái lưu địa chỉ, một cái là nội dung của lệnh mấy địa chỉ. Thì đầu tiên ấy, CPU muốn nhận lệnh thì phải là gì? Thì ông có cái ông điều khiển này này, ông điều khiển ông bảo là địa chỉ ở đâu? 141 chiến thắng Tân Kiều Thanh Trì Hà Nội chẳng hạn. Nếu nhớ địa chỉ đến đấy đi học nhận lệnh. Lệnh ở đâu? Để vào bộ nhớ nhận lệnh, nhớ là đi địa chỉ. Ông muốn lấy địa chỉ thì phải đi sang đường bớt địa chỉ. Ngay cả nghe các con đường bớt là các con đường, đường xe đạp, đường xe máy, đường máy bay, đường ô tô phân loan ra, lan ra. Thì ông đi lệnh thì được có địa chỉ lệnh, đi vào bộ nhớ hỏi là lệnh ở bộ năm đóng vị trí nào trong bộ nhớ, vị trí thì do thằng PC này trỏ. Đấy, bộ nhớ này nó sẽ đánh dấu các địa chỉ. Bộ nhớ này vào đấy trỏ đấy rồi, ông bộ nhớ ông mới gửi cái lệnh đấy sang. Gửi lệnh thì lệnh là một dạng dữ liệu, phải là bớt chỉ đưa vào thanh ghi lệnh, IR thanh ghi lệnh. Tất nhiên trước khi đưa này thì ông điều khiển ông bảo đọc trong bộ nhớ, phải đọc điều khiển trước thì tất cả quá trình đi đây, nhưng mà do cái ông điều khiển ông kiểm soát, ông bảo là đọc đi. Đến được địa chỉ này rồi, đến địa chỉ này lấy cái thư chẳng hạn, đến địa chỉ một của một chuyển thẳng lấy cái băng chẳng hạn, em 7 năm sau em lấy băng chẳng hạn. Cái băng bảo lệnh là gì, lệnh lấy băng, băng này gửi ra thanh ghi lệnh, gửi đúng với ông nội chúng, gửi cái băng cho ông này cắt ở đây. 141 là cái địa chỉ, còn ông này chỉ cái nội chúng là cái băng, là lấy cái băng chẳng hạn, vậy là nhận lệnh thực hiện đây để lấy băng chẳng hạn. Đi điều khiển thì qua bớt điều khiển, dữ liệu thì đi qua bớt dữ liệu, địa chỉ thì đi qua bớt địa chỉ. Vậy mô hình này mình học được ba cái loại bớt: địa chỉ, dữ liệu và điều khiển. Lại lệnh thứ nhất, sau khi là gì, sau khi xong một lệnh rồi thì ông PC này là tăng một trỏ đến lệnh tiếp theo này, con trỏ mà PC này gọi là địa chỉ lệnh hay là con trỏ lệnh hay là bộ đếm chương trình, đếm chương trình đếm từ trên xuống thì người ta gọi là bộ đếm thôi, hoặc là con trỏ để người ta tăng con trỏ. Con trỏ là để biết vị trí lệnh nó ở đâu, con trỏ lệnh là để biết lệnh nó ở đâu, giống như em học con trỏ là biết là vị trí dữ liệu nó ở đâu ấy. Con trỏ dữ liệu con đấy là con trỏ lệnh. Con trỏ dữ liệu là data pointer đúng không, gọi là đấy chớ đấy. Rồi lấy được lệnh về rồi, năm đóng IR rồi, bây giờ ông phải giải mã. Quá trình giải mã thì là gì, lệnh lúc nãy được ở trong thanh ghi lệnh IR rồi, instruction register, đưa đến đơn vị điều khiển. Giải mã thì phải do cái ông em ông giải mã này,
lại về đây, nhưng mà báo cáo anh là em nhận được cái lệnh như này, anh đọc cho em là đơn vị điều khiển mấy ông này có khả năng đọc, ông kia là chỉ lưu lại thôi, đưa về qua cổng đưa lên trong thư thôi, đơn vị điều khiển mở ra đọc lệnh gì, lệnh bảo ông phải chuyển cho tôi ít tiền đây và xác định thao tác cần phải thực hiện, thì ông này là gì giải mã ra là hiểu được cái lệnh cần thực hiện, tự tử đi thôi thế. Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU, xảy ra bên trong này, quá trình thực hiện lại giải mã lệnh trong này, nhận lệnh từ bên này, còn giải mã là ông đơn vị CPU, cụ thể là trong CPU này giải mã là lệnh là làm gì, giải mã lệnh rồi đấy lệnh làm gì rồi, nhưng mà này quá trình là nhận dữ liệu nữa. À đoạn này nó chia nhỏ hơn một tí nha, quá trình trong quá trình giải mã đấy để xử lý thì quá trình nhận dữ liệu nữa. Dữ liệu thì hoặc là nhận dữ liệu gián tiếp của hai quá trình này, cái này tóm lại cái này đơn giản thôi. Và thầy nói lại cái quá trình thực hiện lệnh, tức là nhận lệnh, giải mã lệnh và thực hiện lệnh, còn trong cái chỗ kia là có nhận là gì, nhận dữ liệu trực tiếp hay gián tiếp nữa thì có quá trình riêng của nó. Đấy thôi, mình lướt lướt thôi, sau này học kỹ hơn. Thực hiện thì lúc nãy là có nhiều dạng tùy thuộc vào lệnh. À lúc nãy cái ông CU ấy, ông ấy giải mã là lệnh thì là nhiều lệnh, ông bảo là lệnh đọc ghi bộ nhớ, lệnh vào ra, đọc ghi bộ nhớ tức là truyền dữ liệu trong bộ nhớ ra, tức là gửi từ bộ nhớ đang cất chỗ này thì sang địa chỉ khác đi chẳng hạn. Đấy, lệnh thứ hai có thể là lệnh vào ra, tức là vào ra là tùy chuột bằng phím một kích hoạt. Đấy, lệnh vào ra, lệnh chuyển dữ liệu các thanh ghi, thanh ghi là bên trong CU chỉ lệnh là gì, à đổi đi dữ liệu từ thanh ghi A sang thanh ghi B chẳng hạn. Đấy, để chuyển dữ liệu và bảo lệnh cộng trừ nhân chia tương ứng với lệnh nào thì CU sẽ điều khiển lệnh, bị bảo số học logic và ông alu, nó bảo 1+1 này tôi thực hiện được, ông nhờ ông cộng cho nó phải bảo ông alu cộng, ông CU ông ấy điều khiển nhưng không biết cộng, chỉ muốn cứ cộng trừ nhân chia nó phải cho ông alu ông ấy làm. À, đấy là giải quyết kiểu đấy sếp, nhưng mà ông CU có anh sếp ấy mà không biết đâu, người ta gửi để bảo cộng 1+1, ông CU bảo cái bài này khó quá, ông alu nhờ ông cộng, cộng này cộng được chưa, được chưa thì trả kết quả là thanh ghi ông điều khiển thôi. À, và chuyển điều khiển hoặc là rẽ nhánh chẳng hạn thì chuyển điều khiển, ông này ông điều khiển nhưng ông không biết gì cả, ông đương tăng ông ấy đi lại kính, nhưng mà ngoài ông đánh yếu quá thì cho ông không ra đánh gạnh hành lý thì ông xa tăng cho ngựa ăn cũng ngựa thôi, cho ông đương tăng ông chỉ niệm kính thôi. À, đặt tay lên niệm đấy, ví dụ như vậy, ông điều khiển ông không làm gì cả, chỉ ra lệnh thôi, biết được cái lệnh thôi, chỉ thực hiện nhận cái lệnh là đi lấy kính chẳng hạn là cứ thể đi thôi, còn quá trình làm việc như thế nào là do các ông khác làm. Quá trình ghi toàn hạn cũng thế tương tự, mà đấy là memory buffer register thôi, cái này lướt lướt thôi. Trong này cũng quá trình thầy muốn nhấn mạnh vì các em có cái chương với ngắt, thầy nói lướt cái ngắt này nữa là hết thôi. Ngắt thì là gì? Ngắt là quá trình mà gì, khi thiết kế chương trình ý, nếu mà ở chương trình cao cấp hơn thì sử dụng ngắt. Đoạn này nói về quá trình bên trong nhưng thầy nói cái khái niệm chung về ngắt thế như này này. À, ngắt là các chương trình đã thực hiện như vậy thì một chương trình khác được gọi bởi bộ vi xử lý từ cái này bên ngoài tác động ra, như kiểu bình thường nha, thầy nói cái ví dụ đơn giản này thầy, ở nhà các em ấy. À, bình thường nếu muốn kiểm tra cái cửa là có người để gõ cửa hay không ấy, thì nếu mà lập trình bình thường cứ hỏi vong cứ quái đấy, kiểm tra cái cổng đấy xin có người không, rồi đấy tương ứng với một chấn của vi xử lý. Nhưng người ta lập trình ngắt là gì, à tôi đặt một cái chuông ở đấy, khi nào ẩn chuông thì tôi ra ở trong nhà tôi cứ làm việc khác, thì không lúc nào tôi cũng hỏi vong luôn luôn, vi xử lý phải hỏi là cái cổng kia có người đến không, gặp những dữ liệu đến ấy. Thì ngắt là gì, ngắt là khi nào đến thì ông bảo tôi cái, có kéo cơ ngắt lên chẳng hạn, khai báo ngắt rồi kéo cơ ngắt lên, đấy là cái cách, hoặc là gì thầy đánh giảng bài này có điện thoại đấy, đấy là ngắt. Ngắt thì tùy đấy, xử lý là gì, tạm dừng cái giảng này, nghe điện thoại xong, nghe điện thoại xong lại quay lại thực hiện chương trình bình thường, đấy là ngắt, chứ không phải lúc nào cũng ngồi nhìn điện thoại cả, ngồi nhìn điện thoại có người gọi đến không, ngắt các báo bằng xuống rồi, đấy là cái quá trình ngắt đơn giản ở khái niệm chung như vậy. Quá trình cụ thể xử lý bên trong sẽ học cụ thể có chương.
Cuối cùng là các bước thiết kế một hệ vi xử lý. Các bước này thì mình nêu ra thôi. Mình còn ngành công nghiệp điện tử của mình, công nghiệp của mình thì mình chỉ là mua về làm thôi, chỉ còn chế tạo ra được cái vi xử lý. Chỉ này ngay cả ông Apple cũng chả chế tạo, ông bảo đặt hàng Intel chế tạo thôi cái chip và chức năng như này này. Đấy thì ông ấy chỉ làm cái bước một thôi, tổ chức phân tích nhiệm vụ của hệ vi xử lý cần thiết kế, cần thiết kế tốc độ này như nào, phân tích ra cái này giống xây nhà thôi. Các bước có quy trình nào thể quy trình chúng thôi. Đầu tiên là phân tích chức năng nhiệm vụ thôi, cần thiết kế cái gì, cần làm cái gì, nó phải xem đấy. Thứ hai là tổ chức phân cứng, nhớ là vi xử lý thì có phân cứng phần mềm thì phải có hai cái tổ chức phân cứng cần thiết kế, đấy, xây dựng phần mềm thiết kế, phần cứng trong phần mềm, cả nay mình Việt Nam mình những chả ai làm được đâu mà. Con chip người ta đi đến 64 bit rồi, mình bây giờ mình lại quay lại 8 16 32 bit, đang đi cả ngày đuổi theo không kịp, đứng trên vai người khổng lồ nhưng làm sao mà được để mà đứng đúng không? Ông khổng lồ ông không có gọi tháng, người ta không nằm nằm xuống giống người ông lên đứng trên vai người ta kẹo lên đâu, đứng trên vai người khổng lồ khó lắm. Mình như tí hon lại thì lại cái gì lên trên vai người ta, nếu người ta không bể mình lên vậy đâu đúng không? Đang bảo là đứng trên vai người khổng lồ khó lắm, đứng bên cạnh họ học theo là khó đấy, còn muốn đứng trên vai họ nữa. Trên vai thì cũng người khổng lồ, mình đứng trên vai thì cái cổ nó dài đấy, thì cũng mới được một tí cái cổ, quan trọng là cái đầu bên trên đó. Người khổng lồ hay là người tí hon quan trọng nhất là vẫn cái đầu đúng không? Chém đầu đi là thôi, nhưng mà ngay cả thuật ngữ chém đầu, người chém đầu người ta phân biệt. Ngày trước có ông vua bảo luật là chém đầu, chém cái gì, ông lại chém cái cổ đúng không? Chạm cổ biết đâu là từ đâu cả, chạm cái đâu là chạm ở trên chứ, là phải chạm cổ đó. Đấy là những cái vui, nếu mà thật sự thì chính xác chạm đâu biết đâu ở đâu, là để ông lại đứa cổ ra ông chém, chạm cổ cơ. Đấy là các bước như vậy, và cuối cùng là nạp chương trình cho cái sự xây dựng phần mềm rồi, là phải nạp tất nhiên quá trình này, các bước này phải lặp đi lặp lại, kiểm định người này rồi là thiết kế rồi thử rồi xong rồi đưa ra gì nghiệm, người đánh giá, người thống kê, người phân tích khi đó một cái đó, quy trình người dài lắm, cũng phải là nhanh đâu, chế tạo cũng phải làm trình mình làm những đơn giản còn lâu, chế tạo được một thiết kế một hệ vi xử lý cái này thay thì nếu các bước thôi, cái này cũng học được, chưa học được, tất nhiên là cái này không giới hạn mình sáng tạo, có ước mơ lớn, đấy là nếu cho các em thể thôi, còn tùy các em thôi, tham vọng chế tạo hệ vi xử lý là khó, đúng không? Mình làm việc cái công ty đấy là khó rồi, làm việc của Intel là khủng khiếp rồi, kỹ sư trưởng ở đấy là khác rồi, còn sáng tạo lắm đó. Vậy kết thúc cái nội dung chính của chương 1 là các em sẽ hiểu về khái niệm cấu trúc bộ vi xử lý và hệ vi xử lý. Nhớ là gì, bộ vi xử lý gồm rồi TU, ALU và các thanh ghi, hệ vi xử lý thì thêm cái gì, thêm cái eNOW và các bộ nhớ ROM RAM, các cổng vào ra để xong. Hoạt động của nó thế nào? Hoạt động nhận lệnh, giải mã lệnh và gì? Và thực hiện lệnh. Phân biệt vi xử lý, vi xử lý là chỉ cái lõi bên gồm có CPU, ALU, các thanh ghi, còn vi điều khiển, vi chip, vi điều khiển, vi chip chính là cái chỗ thầy nói là tích hợp cả bộ nhớ và cổng vào ra. Tóm tắt có một đoạn ngắn gọn thì cần nhớ ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ thời gian các em có hỏi gì nữa không? Rồi cảm ơn Phạm Văn Dũng chia sẻ nha. Đấy. Đấy. Tức là về vi xử lý thì đủ, trên mạng em search 8051 tiếng Việt tiếng Anh gì cũng nhiều lắm. Tức là tài liệu thì bạt ngàn, quan trọng các em có học hay không thôi. Hôm sau đi vào cụ thể khi chương 2 rồi đi bắt đầu thi cử. Nào có câu hỏi gì không nhỉ? Em đặt câu hỏi đi. Còn có 3 phút nữa thôi, em đặt câu hỏi đi, có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì chào các em, chúc các em sức khỏe, cả gia đình cũng sức khỏe, cái mùa dịch này cố gắng giữ được sức khỏe là được rồi. Kiến thức thì mình học, đi học lại thì nó sẽ được thôi, nhưng mà các em cố gắng mà giữ sức khỏe.
và tranh thủ cái thời gian này mình cố gắng học được cái, thêm được cái gì thì học. Các em thì phải học lập trình, công nghệ thông tin phải lập trình, và điều kiện tiên quyết của mỗi sinh viên nó phải tiếng Anh. Vậy thì xuyên suốt cả cái chương trình học là phải lập trình và tiếng Anh. Đấy là một lời khuyên thôi. Mỗi con người có một cái đường riêng, nhưng thầy cũng thể là thầy chỉ thầy đấy là cái quan điểm thầy nghĩ thôi, mỗi ông có một cái khác. Tôi học lập trình, tôi chỉ vào lớp này tôi xem là gì ông đang học giỏi, sau này tôi lập công ty tôi thuê ra lập trình cho tôi thôi cũng được. Đấy là nhiều cái quan điểm của ông sẽ tắt áp ông ý tưởng lớn. Còn nếu mà em gọi học hay một kỹ sư bình thường thì điều kiện đơn giản nhất là cứ học lập trình với tiếng Anh thì tốt là được, thật như là có tính logic chúng. Còn đấy, thầy nói thầy cũng chỉ vào trường ngay để tìm ông nào học giỏi, ông nào học tốt thì ra thấy làm công nhân kỹ sư cho mình có công ty rồi thôi ông ấy làm phải làm nữa, có phát lương đâu, lương không đồng vì chỉ đi phát lương cho người khác. Nào có câu hỏi gì nữa không? Rồi thầy chào các em nha. Buổi đầu tiên đơn giản vậy thôi. Em thầy ạ. Thì các em có thể lên Em qua kênh nhé. Thấy một số bạn đã add rồi. Lúc nãy check điện thoại một số bạn đã add. Sau này hỏi sao không được. Trong quá trình học các em cũng hỏi rồi. Thôi thầy chào chúng các em thôi. Thầy các em chào ở đây rồi. Các em tự thoát đi. Rồi, em cũng thoát đi.